ai ủng hộ em hàng đâu chị. Rồi sao tháng này rồi mắc sao quả tà hay gì, ngày nào cũng bị một người, ngày nào cũng có một người tào lao binh gì á. Rồi VIP mười mấy, 16 đúng không? Nè VIP 16 giùm em mấy chị, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hả, quên 40 đến 58 nha. VIP 16 xinh xắn quá mọi người ơi. Rồi VIP 16 giùm em hả. Rồi mãi đêm em vào VIP 16 rồi mấy chị ơi, đẹp quá mọi người ơi. Rồi VIP 16 tiền giùm bé hả, 100. Rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi 40 đến 58 ký đổ lại mình bận vừa, 165.000 đồng cái bi màu hồng. Rồi lên liền giùm bé hả, VIP 16 giùm em hả. Rồi. Rồi cảm ơn em nha. Rồi có chị nhận được quần áo dài rồi em cảm ơn chị Trần Anh. Rồi mã này em là VIP 16 em mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn, 165.000 đồng. Ai đã nhận hàng shop em hàng rồi cho em hàng xin vài cái VIP bắt lên đi mấy chị. Em hàng á mấy chị, em hàng không có muốn quan tâm luôn á, mà chị Linh chị nói hoài, chị Linh. Rồi VIP 16 giùm em mấy chị, em hàng đâu có thèm nói tới đâu mấy chị, mà lên nói là dây dẫn. Rồi ngày hôm qua ngày hôm nay luôn. Rồi Lâm em là VIP 16, kiểu là em hàng không nói thì chỉ nhắn tin lên hoài á. Rồi VIP 16 giùm em hàng 165.000 đồng. Ôi nó đẹp nè mấy chị nhìn nè mọi người ơi, quá là xuất sắc nha mấy chị yêu dấu á. Nè cực kỳ đẹp chưa mấy chị, phía sau em hàng cho chạy móc kinh nè, đó mấy chị thấy không. Rồi VIP 16 giùm em hàng á. Rồi VIP 16 giùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng giùm em hàng. Ít nha mấy chị ơi, mã này em hàng ít nha, rất là cưng luôn mấy chị. Rồi VIP 16 tiền giùm em hàng cái số điện thoại giùm bé nè. Rồi chị Tâm Hoàng có rồi nha chị. Rồi VIP 16 giùm em hàng. Rồi VIP 16 giùm em hàng nha, 165.000 đồng giùm em. Rồi em hàng qua cái còn cái đó là gì, còn một trắng hoa lính này đúng không. Rồi em qua mã này đó mấy chị, trưa nay chị nhận 4 bộ đồ rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị Nga Nguyễn nha. Rồi thôi lẹ lẹ mấy chế ơi. Rồi bây giờ em lên này đi. Ôi em lên này đi chị, lẹ đi mọi người ơi, hôm nay quá trời hàng mấy chị yêu dấu. Đó bộ này chị mua rồi, đẹp lắm, không lẽ mua em nữa. Em cảm ơn chế Thanh Diệu nè. Nào mua mã này đi, đừng mua mã kia, mua mã đó đi. Rồi mã này lên em là VIP 17 là 165.000 đồng. Rồi VIP 17 sáng chị cũng nhận 7 bộ mà 2 bộ bị tét chị cũng rất gì đâu. Em cảm ơn chế Xương Lê nha, tại vì nó khó, nói chung mấy chị khó đó mấy chị ơi, khó mấy chị. Rồi comment liền giùm em hàng. Rồi comment liền giùm em mấy chị, VIP 17 giùm em hàng nè, 165.000 đồng. Trời ơi VIP 17 chốt đơn lẹ mấy chế ơi, rất là xinh luôn mấy chế ơi. Nói chung hôm nay á hơi bị nhiều hàng nha. Rồi lẹ nè. Rồi VIP 17 cái nó tay dài luôn hả chồng. Rồi mã đi là VIP 17 nè. Rồi lẹ đi là bác hàng qua luôn mọi người ơi, bác hàng qua hàng pyjama hàng lửng rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi đó đồ nhà hàng á vải rất ok hàng, mà có bị lỗi gì nhân viên hàng giải quyết rất nhanh, vì thế đúng không chị. Rồi lên giùm em hàng VIP 17 giùm em hàng, VIP 17 nha, 165.000 đồng. Tên shop em hàng mấy chị không cần cho địa chỉ trực tiếp trên like đâu nha mọi người nha, không cần cho địa chỉ rồi tay mấy chị. Rồi nè rất là dễ thương mấy chị ơi, VIP 17 chốt nha, 165.000 đồng giùm em hàng. Rồi chốt đơn em. Rồi em cảm ơn chị. Rồi ủa sao bây giờ đâu im lại dòng. Rồi em không nói thì á tưởng em hiền hay sao mấy chị. Rồi chế Lê Hoàng Anh khách cũ nè. Rồi đồ bên chị vải đẹp bán vui bán bè. Rồi cảm ơn nha. Rồi mình rất tính là đường may cũng đẹp mà mọi người, em nói vậy á chị. Rồi còn bên em hàng là VIP 15, ủa VIP 10 mấy, VIP 17. Rồi mấy mẫu này đẹp xuất sắc, đồ bên chế hàng không chê chỗ nào, cảm ơn chế yêu nha. Rồi còn bên giùm em mấy chị, hả hả lỗi đó mấy chị, lỗi thì đúng rồi mấy chị yêu dấu. Trời ơi thiệt sự luôn, em cảm ơn chế Xuân Lê rất là nhiều nha. Em cảm ơn chế Xuân Lê nha mấy chị, thiệt sự mấy chế là Xuân Lê luôn. Chế nói như vậy em hằng ban ơn chế yêu nhiều lắm luôn, là chế là một cái người là chuyên mua hàng mà rất là hiểu chuyện luôn. Bây giờ mấy chị hàng lỗi bên shop em hằng vẫn bao đổi nhưng mấy chị nhìn nè, mỗi một ngày về mười mấy ngàn hàng đi, biết bao nhiêu là đơn thì làm sao mà kiểm soát hết được mấy chị, làm sao kiểm soát hết đó. Ví dụ
nhiêu hàng bị lỗi, ví dụ cái nào á, 1.000 trong 1.000 bộ, mấy chị, 1.000 bộ chị cũng là hợp may đúng không mấy chị? Trong 1.000 bộ thì nhiều khi nó cũng bị 1-2 bộ, đó là chuyện bình thường mấy chị. Bây giờ chị nào á, chị nào dám đứng giống như chị Lan Anh Lê đi, chị Lan Anh Lê đi, chị dám đứng ra chị nói là chị may 1.000 bộ sẽ là điều ra 1.000 bộ không hề bị lỗi một bộ nào không? Chị dám đứng lên chị nói như vậy không? Đó, nếu mà bên em Hằng á đã bao hàng mấy chị, em Hằng đã bao mấy chị hàng lỗi thì á, hàng đến nơi thì mình cứ gọi cho shop em Hằng, lỗi gì mình cứ gọi đi, nhắn tin không trả lời kịp mấy chị đó. Hôm trước bị lỗi được thì đó, bên Hằng là hàng lỗi vẫn bao bình thường, mà bà nói cái gì đó nãy, bà nói gì xạo xạo gì đó không, nói gì hay gì đó xạo xạo đó. Rồi rồi tiếp 17 hết nha, rồi hết thì đúng không chồng, hết nè, tiếp 17 hết nè. Có mấy chị thôi kệ đi, bỏ qua em Hằng, lên like mọi người ơi, lên like nè, rồi lên liền giùm em đây đây, mấy chị có chuyện gì đó. Ai mai mà không bị lỗi, chị Mai đây còn bị lỗi này, giả gì đúng không chị? Đó, rồi lên liền giùm bác Hằng nè. Rồi 175.000 đồng là mã này, em là mã VIP 18 hả? VIP 18 giùm em hả? 175.000 đồng. Ủa mấy chị, hoặc là nhiều khi hôm đó là nhà mình có chuyện gì, cái mình đạt máy sai một cái nó cũng đi một ly mấy chị. Đúng không mấy chị? Trời ơi, VIP 18 sang quá, sang luôn mấy chị ơi. Rồi, VIP 18 giùm em hả? Mà vải nữa mấy chị. Nhiều khi cây vải mai tới rồi chỉ đồ này kia kia nọ nữa, bởi vì ai trong hàng may mới hiểu mấy chị ơi, ai trong ngành may mới hiểu đây. Còn nhiều chế mua bộ đồ 100 mấy mà tưởng như mình đang mua bộ đồ chịu, trong khi đó em nói thiệt cho mấy chị, bộ đồ 1.000.000 mấy, 5.000.000 mấy, 7.000.000 mấy, mình bận 2-3 lần nó cũng bị cũ vậy mấy chị, cũng bị cũ, nó cũng bị rách chỉ vậy. 5.000.000 mấy mấy bà mua thử coi, rồi bận 5-6 lần thử coi nó bị rách chỉ không, phải nhiều chế mấy chị. Mãi đi giùm em, mãi gì đây nè. Đó đúng không chứ, chỉ còn một ly thôi nè, chỉ còn một ly thôi. Rồi mã em là VIP 18 nè. Ôi 165.000 đồng nha, đẹp cũng phải VIP 18 không nha. Ủa này 175, VIP 18 là 175 nha mọi người, lẹ dùm bác Hằng nha, đặng bác Hằng qua pyjama lũng rồi mấy chị ơi. Rồi đây mấy chị. Rồi hỏi bà coi bà ăn cơm có đổ. Ủa mấy chị, rồi VIP 18 dùm bác Hằng. Rồi VIP 18 175.000 đồng. Rồi 40 đến 58, 59 ký nha mấy em ạ. Ai cao cao thì 60 nha. Rồi. Rồi. VIP 18 thì mấy em ý cháu là 175. Thì có 30 bộ à. Rồi 175.000 đồng thì mấy em ạ. Vậy mà bà đi đâu mất tiêu rồi mấy chị. Rồi. Rồi. VIP 18 thì mấy em ạ. Mua nhà hàng 30 bộ đồ rồi đó, đẹp nhất mắt. Hay, cảm ơn trái xương Lê nha. Rồi. VIP 18 chế Lê Hoàng Anh lên lại giùm bé Hằng số điện thoại đi chế yêu. Chị Hoàng Anh Mê, rồi. Thủ Trọng, rồi. Nguyễn Bích Ngọc, Jenny Cô, rồi. Lê Phụng. Rồi, còn mai này nha. Em cảm ơn trái Nha Nguyễn nha. Rồi, lên cánh dơi hả? Ủa, lên tay dơi nó mất tiêu rồi. Sao tay dơi có thấy con hậu đấy hả? Em nha, Nguyễn Trang. Rồi. Đó thì như là Bi với cái đen đen nhìn nhàng. Này là Bi rồi, dơi nữa. Cái da da đó nè, là tay dơi nữa. VIP 18 là 175 nè. Tự nhiên lên số hội giùm em luôn. Đây. Chị Nguyễn Trang, chị Lan Dương lên số hội giùm em luôn. Đó. Em cảm ơn chị Kiếp Sống Phương Phường nha. Đó, không biết vậy. Lên số hội giùm em luôn nha. Điện sợ mọi người. Quay về lên số hội giùm em luôn nha. Em cảm ơn chế nha mấy chị. Rồi. Hả? Chị Cát Trà, chị Mỹ Hằng, chị Vũ Nguyễn. VIP 18 giùm em mấy chị. VIP 18 thì là 175.000 giùm em Hằng nha. 175. Rồi VIP 19 nè. Từ từ đây, chị 60 chị mua lên nữa cho mua. Chị Mỹ Duyên. Ôi, đây nè. Chị Nga Nguyễn. VIP 19 nè. VIP 19 chồng này lên quá trời kìa rồi nha. Rồi. Mà không được tặng gì hết. Không có chia sẻ giùm em nè, chế Xuân Lê. Do không có chia sẻ giùm bé nè. Rồi VIP 19 nè, 165.000 đồng. Đẹp lắm mấy cháu ơi. VIP 19, 165.000 đồng. Em cảm ơn chế Kiếp Sống Vô Thường nha. Rồi mấy em VIP 19 giùm em mấy chị yêu dấu. Rồi. Rồi, đó mấy chị, rồi comment giùm em mấy chị. VIP 19 giùm em hằng. Rồi. Đó mấy chị, rồi comment giùm em hằng là VIP 19. Không có chia sẻ nha. Cái chia sẻ là ở quan trang phải xuống họ. VIP 19 giùm em mấy chị. Bà đi chơi Noel nè. Ờ,
chơi Noel. Vô nói vậy đó rồi xong đi chơi Noel rồi. Biết 19 nha mấy mà. Rồi. Biết 19 nha, 165.000 đồng. Năm đó rồi. Nhân 18. Không, không có chia sẻ. Theo dõi thôi à. Đây nè. Đây nè. Sao ta? Chết, có cái gốc, cái gốc trái màn hình đó. Trái màn hình đó có một cái nút chia sẻ hả? Rồi, biết 19 rồi em Hằng. Rồi. Chị cũng mới biết em Hằng mà đã rước được 30 em rồi với chị rồi đó. Em cảm ơn chị nha. Rước 30 em rồi hả? Cảm ơn chị. 19 chị Lý Hằng. Chế Dương Trần nha, cảm ơn chế Dương nha. Rồi. Biết 19 rồi em mấy chị ơi. Rồi. VIP 19 giùm em à, 165.000 đồng. Chị quên đi quá khứ rồi, cho anh xin hỏi nha. VIP 19 giùm em, không có nó đẹp quá trời. VIP 20 rồi mình qua chồng ơi. Quá trời đồ kiểu luôn rồi. Hôm nay tới đồ kiểu rồi. Rồi. Có hình người không? Lành Nguyễn lên xin hỏi giùm em. Ủa sao em đâu thấy chế rồi, chế xuống đây có hình người đó ta. Có cái bàn tay không à. Rồi VIP 20 nè. 165 thôi. Ờ để nữa trời. Rồi. Chị Đông Thu. Chẳng hoài hả? Chẳng hoài á. Hai mẹ con em cảm ơn chết. Trời VIP 20 giùm em ha. Rồi. Chị Trúc Trần. Lại em mấy chế đặng bé Hằng lên đồ pyjama hôm nay lẫn đẹp xỉu nè. Hôm nay lẫn đẹp xỉu không mấy chế, hôm nay lẫn toàn mã đẹp không à. Hôm nay á mấy chị em Hằng lên bán giá tri ân luôn nè. Rồi. Còn mấy em Hằng là VIP 20. Ôi, cái bọn này đẹp xỉu. Dạ, vậy là hôm nay chưa chia sẻ nè. Ồ, hôm nay không có chia sẻ nè. VIP 20. Ôi chồng ơi, sang quá. Rồi mấy chị ơi, 52kg là bằng đẹp nha chị. Nè, em lên mặt bi nữa. Rồi, hôm nay ở vậy hả? Ừ, em thấy hôm nay không có chia sẻ nè. Mấy bữa trước. Bữa sau đi, cố gắng nha. Rồi, comment giùm em mấy chị. VIP 20. 165.000 đồng. Rồi, VIP 20 giùm em mấy chị. VIP 20 165.000 đồng là tay dơi nha em Hằng, không phải là dơi ấy đâu mấy chị nha, không phải là dơi mà rộng đâu, nhìn nè. Này là dạng là tay cánh tiên á. Tay cánh tiên mấy chị yêu dấu rồi, VIP 20 giùm bé Hằng. Ôi coi nè. 165.000 đồng nhìn cái cổ VIP nè. Nhìn phía sau nè, chạy mút kinh nè mấy chị ơi. 165.000 đồng nè mấy em nè. VIP 20 cho chị Trần Thanh Hoa, Phạm Lan Anh. Trời ơi, kiểu này chắc tôi chết mấy ý rồi. Nguyễn Văn 10, Trần Thanh Tỏ 20. VIP 20 cho mấy em nè. Trời ơi mấy chị, hôm nay đi Noel nó vui không chết. Năm nay shop em mà không có đi Noel, shop em mà nhớ nhẹ. Rồi VIP 20 giùm em chị ơi, 165.000 đồng. Rồi VIP 20 kèm giùm em số điện thoại hết đi mấy chế. Mấy chế này có số điện thoại không? 40 đến 58 ký mình mượn vừa. Rồi VIP 20 giùm em hàng. Rồi 165.000 đồng giùm em hàng. Rồi 165.000 mã này thôi nha mấy chị ơi. Rồi VIP 20 giùm em hàng ha, 165.000. Em lên mã này luôn hả chồng? Nãy em chưa lên rồi chồng. Ở beo đi, ở beo đi ha. Mã này hả? Rồi, VIP 20 giùm em ha. Rồi. Sơn Hiền 20. Dạ, chị không được tặng buồn á. Em cảm ơn chế Linh Trần nha. Rồi, VIP 20 ha. Rồi. Chị nào không có được tặng nha mấy chị yêu dấu nha. Ờ. Ủa, chế tặng được mà, chế Mỹ Dung Mùi Thị. Ờ. Rồi lâm em là VIP 21 nè. VIP 21 nè mấy chế. Trời ơi, xin chưa. Ở mấy chị VIP 21 giùm em hà. 40 đến 58, 59 ký. 60 cao cao giùm em hà. Rồi VIP 21. VIP 21 giùm em hà. Đây. VIP 21 chị nào mà chia sẻ em hàng hoài mà không có được tặng, không được mấy chọn ra, không được mấy chọn ra, tết em sẽ tự tặng riêng mấy chị nha. Đó, tết em à. Ở nhà ăn heo quay vô chia đó rồi chứ. Rồi cảm ơn em à. Nãy có chia cho mấy đứa kia một tí nó đem về hết chưa? Ừ, chị quên không? VIP 21. VIP 21 giùm em mấy chị ơi. 165.000. Rồi lên em
em hàng VIP 21 nha. Rồi. Ờ gì vậy? Ai điện? Ai điện? Thằng mập gì? Mập gì điện chứ vậy? Trời ơi đẹp chứ. Rồi Long
nhìn nè. Oan để bẻ. Thơ Nguyễn. 22 chị Hồng Gấm, 22 chị Trang Thu. Ôi. 23 cái tiếp 23. 175.000 đồng nữa nè. Trời ơi. 23 liền giùm em mấy chị ơi. 175.000 đồng nữa. Rồi. Rồi tiếp 23 giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng giùm đó nè. Rồi. Mọi người ơi, rồi nhà bé hàng vừa rẻ vừa đẹp, em cảm ơn cha đấy nha. Rồi tiếp 23 giùm đó. Yến Ly Lê. Mấy chị ơi nhìn cái cổ vest nè mấy chị. Rồi. 175.000 đồng giùm nè. Rồi vip 23 giùm đó hàng ha, 175.000 đồng giùm em. Rồi. Từ 40 đến 60 kg mình mới có 58 kg nha. Rồi. Vip 23 giùm em mấy chị. Rồi. Hoa Nguyễn, Ngọc Thanh Nhi. Rồi. Vip 23 giùm em ha. 175.000 đồng giùm em. Quyên Kim. Đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Vip 23 liền giùm đó hàng. Rồi. Vip 23. 23 chị ơi, 24 có lên đâu. Rồi. Vip 23 giùm em hàng. Vip 23 giùm đó hàng. Bóng mây. 175.000 đồng. Rồi. Vip 23 giùm em hàng ha. Rồi qua giùm đó hàng. Rồi. Rồi, VIP 13. Rồi. Cảm ơn chị. Tết đến. Rồi. Rồi mọi người ơi, lên mã này nha. Màu gì trước? Rồi. Màu đỏ phải không? Màu đỏ bằng đen đen cho đẹp nè. Đẹp cực kỳ luôn. Lụa tơ tầm hoàng gia. 13 và 18. Latin tơ tầm hoàng gia mấy chế ơi. Rồi. Này nhiêu? 165.000 hả? 175 hả? Rồi quên. Đây mấy trái ơi. Đỏ 175 giùm em hả? Mấy bộ này là bạn nhất cái nách nha. Về được mấy màu nè. Về được mấy màu lẹ đi. Đặng bé hàng qua mango luôn nha mấy chị ơi. Bé hàng qua luôn mango đuổi luôn. Đặng hàng không lên lại mấy hàng này nữa nha. Bữa nào like tiếp nha mấy chị. Mới nhận được hàng xuất sắc luôn chị ơi. Cảm ơn chị Như Yến nè. Rồi. Hàng này người ta bán 400 mấy chục ngàn một bộ nữa mấy chị. La tinh tơ tầm hoàng gia giùm em hàng nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi. Lên lẹ giùm bé hàng. Đỏ. 175.000 đồng. Quần ngắn là VIP 22 chứ yêu nha. Rồi. Rồi mấy chị yêu dấu. Mình chưa mua lần nào bên shop hàng lần nào nhưng được bạn tặng một bộ ngủ vải rất đẹp á. Cảm ơn chị. Rồi. Còn manh liền giùm em hàng. VIP mấy ta? 24. Hai bộ đỏ chứ lộn. Cái này đỏ 175.000 đồng giùm em hàng. Trời ơi cái bộ này mà chị em nào nhận về mà báo không sai này mà không lấy tiền với chị đâu nha. Rồi. Đỏ giùm em mấy chị. Bộ này rất là đẹp luôn á mấy chị. Hàng này bé hàng rất là thích nè mấy chị biết sao không? Còn rất là sang mấy chị nhìn cái phần vải nữa nè. Cái này là la tinh tơ tầm hoàng gia giùm bé hàng. Đỏ 175 giùm em hàng. Ít nha mấy chị ơi. Hàng này vải này bé hàng đặt lâu lắm rồi á. Đặt lâu lắm luôn rồi á mấy chị mới về giùm em hàng. Rồi comment em đỏ giùm em mấy chị. 175.000 đồng. Bao xịn sò luôn. Rồi. Đỏ giùm em mấy chị 175.000. Em nghĩ là mấy cái bộ này nè mấy chị, mình nên mua rồi sao ta? Mua đủ màu nha ha. Đó. Mình mua đủ màu nha mấy chị. Mua đủ màu để dành bận. Trời ơi không có khi nào bé Hằng vô hốt lượt được đâu mấy chị ơi. Em Hằng mua vải này lâu lắm á. Nè. Vải này nè mấy chị mua xong rồi cái em Hằng gửi đường link cho mấy bà nha. Mềm mịn mướt xịn sò luôn mấy chị ơi. Rồi. Đỏ giùm em Hằng. Rồi lên năm ơi. Đỏ giùm em mấy chị mới rước em ấy về với chị rồi đó. Ờ à, đúng rồi bộ này trắng sáng mà tôi quá đẹp. Ờ đẹp xỉu luôn á. 175.000 đồng. Đảm bảo với mấy chị mua nãy giờ 20 bộ chưa chị? Chị chắc chưa quá à. Đây mấy chị ơi. Bộ này nè. Bé Hằng ham đến nỗi bé Hằng mua hàng 400 mấy chục ngàn. 460 ngàn. 460 ngàn luôn á mấy chị. Mà về cái chút cái đường may nó không có bằng nữa mấy chị. Rồi, mà nó không có túi nữa nha. Hàng Quảng Châu không có túi nha mấy chị yêu dấu nha. Mà hàng Quảng Châu nó là rất là rộng hơn nữa mấy chị. Rồi đỏ giùm mấy hàng.
ơn cho tôi. Mày ở sớm có mấy chị hả? Rồi. Mày không? Rồi. Rồi gì mấy mấy chị? Rồi cảm ơn chế Linh cả. Dạ nhẹ mà đang lên đây nha. 23. Latin tơ tầm hoàng rồi, gia nha chị nha nè. Chốt la tên nhà em Hằng mấy chị mua rồi. Ủa sao á? Bé Hằng ơi, sao những shop khác á? Chị muốn mua. Dạ, bữa em Hằng không có. Hôm nay mới về á chế. Bây giờ chế mua đi. Bữa không có thiệt. Bữa nó chưa có trả. Em Hằng đâu có dám. Đó, bữa không có trả. Em Hằng đâu có dám. Dám mà lên bán mấy chị. Chừng nào trả là mới dám bán chứ mọi người. Ở nhiều chế cứ hỏi em Hằng. Ủa sao em Hằng ơi? Cái chốt liệu em Hằng á, sao mà khác hẳn với những cái chất liệu bữa chị mua những shop khác. Những shop khác người ta nói Latin á mà hả, chị nhận không có được. Chị mọi nhận nó không có mềm mịn như shop đẹp. Em Hằng là Latin. Em Hằng là Latin mấy chị ơi. Latin hoàng gia tơ tầm mấy chị nè. Nè mấy chị, từ cái số vải nó rất là đẹp luôn. Rồi thỏi mấy em Hằng. Rồi qua màu nè. Hôm nay có màu, mấy bữa trước nó có màu. Mấy bữa trước bé Hằng không dám bán luôn á. Real. Rồi real giùm bé Hằng 175.000 đồng. Ôi mấy chị ơi nhìn nè. Ôi chồng ơi, nhất cái nát luôn mấy chế. Hôm nay mới có màu chế. Lê Thị Ngọc Yến vô mua đi chế. Bữa trước em Hằng không có còn màu mấy chế ơi. Real nè 175.000 đồng giùm bé Hằng nhanh đi. Đặng bé Hằng chạy tùm lum. Dạ 40-60kg mình bận vừa. Rồi riêu giùm em mấy chị ơi 175.000 đồng. Chị còn thiếu mấy màu nữa hả? Dạ chế Dương Trần nè, thấy màu nào vô vô hốt nha, thấy màu nào thiếu hốt nha chế. Rồi riêu giùm bé Hằng 175.000 đồng. Trời ơi mấy chế ơi, đẹp lắm mấy chế ơi. Rồi mấy chị ơi, may ra một bộ đồ 2 mét mấy vải mấy chị. Cái la tinh tơ tầm cực kỳ hút vải luôn á mấy chị, cực kỳ hút vải, may cực kỳ hao vải luôn. Kệ đi mấy chị, từ 40-60kg mình bận vừa giùm em Hằng. Real 175 kèm giùm em Hằng cái số điện thoại. Rồi nghĩ sao 175.000 trong tức ơi là tức, người ta bán 400 mấy chục ngàn. Real giùm em năm màu rồi đang xem tiếp hả. Rồi real chốt đơn giùm bé Hằng. Rồi real giùm bé Hằng nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi ok, để từ từ em lên bảng trắng. Riêu Thị Hậu Lê, chị Anh Hoa, trắng sắp hết rồi mấy chị ơi. Đỏ An Nhiên Nhiên, Riêu Ngọc Phi Yến, trắng còn có mấy màu lên giùm em nha. Chị Sang Thi Riêu. Rồi ok, chế Riêu mà nó màu luôn hả? Dữ hơn. Rồi Riêu giùm bé Hằng 175.000 đồng. Ai cũng mua đủ màu hết rồi. Riêu giùm em. Riêu chị Trang Võ. Rồi, ủa vậy là có màu nào mấy chị chưa mua ra? Màu vàng chưa có hả? Rồi da hay gì? Trắng. Ờ chế Dung Ngọc Sáng cũng quá trời màu nè. Đỏ kiềm nha. Rồi riêu giùm em. Riêu hết này hả? Riêu hết à. Riêu giùm em. Rồi riêu giùm em mấy chị yêu dấu nhá. 175.000 đồng. Nói chung em lên nào, hôm nay em lên đủ màu ha. Hôm nay em lên đủ màu. Riêu chị Linh Nguyễn. Hôm nay em lên đủ màu mấy chị. Chị nào thích màu nào thì chốt nha. Rồi lẹ giùm em Hằng. Đợt này nó chắc hết rồi đó, vải thì kiếm không ra nữa rồi. Giờ người ta không nhận giờ cho em Hằng luôn mấy chị. Đợt này người ta không có giờ, không có giờ cho em Hằng nữa. Qua Tết á người ta mới nhận dợt lại á mấy chị. Cho nên là qua đợt này em Hằng không có về nữa nha. Rồi màu vàng. Rồi màu vàng đẹp quá à. Rồi vàng 175.000 đồng giùm em Hằng. Qua đợt này người ta không có dợt cho mấy Hằng nữa, không phải là qua Tết. Qua Tết luôn bé Hằng mới có lại mấy cái vải trơn như vậy ha, cho nên là bây giờ có được bao nhiêu cây vải thì nó sẽ may bấy nhiêu cho em Hằng. Rồi hết rồi, qua Tết mình mới lên được nhiều kiểu khác mấy chế. Rồi vàng giùm em. Nhận được rồi, ghiền luôn em ơi, tính không mua mà nhận không nổi nè. Dạ màu vàng giùm bé Hằng. Mấy chị ơi, em nói mấy chị nha, cái form này rất là đẹp giùm em Hằng luôn. Rồi vàng chưa có đúng không mấy chị? Vàng là màu mới nè. Đó, chị nào chưa có vàng thì chốt nha. Rồi vàng giùm em Hằng. Rồi vàng giùm em mấy chị ơi. Rồi bữa nay mới trả màu vàng hay sao mấy chị yêu dấu? Hình như màu vàng vợ cũng chưa có đúng không? Nè bữa vợ cũng chưa có màu vàng phải không? Nè mấy chị nhìn cái phần viền nha mọi người. Cái phần viền nha em Hằng, không phải viền tầm bậy tầm bạ đó nhỏ. Viền vải chính giùm em Hằng 175.000 đồng nha. Rồi. Rồi. Vàng giùm em Hằng.
175. Ôi chắc mặt màu trắng lên chắc xỉu quá mấy chị ơi. Màu trắng còn có 2. Không tới 20 đâu nha. Màu trắng còn có 10 à. 15 à. Rồi vàng giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng giùm em ạ. Vàng thì chú anh Nguyễn rồi. Rồi, 175.000 đồng. Ai hiếu màu vàng vô hốt nha mọi người nhớ. 175.000 đồng. Rồi. Vàng và đỏ. 175.000 đồng giùm em ạ. Rồi. Vàng giùm bé mấy chị ơi, 175.000 hôm nay lẫn màu đẹp xỉu luôn mấy chị. Trời ơi, hôm nay đẹp đến mức mà không chịu nổi luôn mọi người. Sang ơi là sang. Hôm nay một like toàn cao cấp thôi đi ha. Rồi trắng nè. Trắng nè. Hình như vậy là vàng cho chị Thu Thủy, trắng cho chị Thanh Hoa. Rồi. Mua nhiều quá mà còn mấy bộ chưa mặc nó mua nữa nè, quá cực đẹp luôn. Em cảm ơn trái dương một sáng. Ai rồi mấy chị ơi, em nói nó mịn mà nó mát mà nó mềm như tơ luôn mấy chị, thiệt sự mấy chị, mềm như thiệt sự mấy chị, nên nói là tơ rồi mà em nói chứ hiệu mềm như tơ gì chồng điên nghe không, nó là tơ tầm rồi mấy chị, tơ tầm hoàng gia rồi, nó mềm mềm còn hơn mà bông gòn nữa mấy bà, mà nó lại rất là xuất sắc luôn mấy chị. Rồi màu trắng giùm bé Hằng nè. Trời ơi. Bà nhà chị Trang Châu. Ôi cái bộ này bà nè mà thiệt sự á. Top gu sang chảnh đó nha. Gu mà em nói thiệt chứ mấy chị, mà gu sang chảnh nó thiệt sự mấy chị ơi. 175.000 cực kỳ xứng đáng đồng tiền bát gạo mấy chị nè. 130 với 175.000 đồng giùm em hà. Rồi trắng giùm em Hằng nè mấy chị. Ồ ôi mấy chị ơi, ai mà một cái gu sang chảnh em nói thiệt. Trời ơi. Vàng một trắng bảo ngọc. Rồi, họ trắng viền hồng nè chồng. Cái gu sang chảnh thì là nhất cái nách nha mấy chị ơi. 175.000 trắng ít à, có 15 bộ à. Trắng giùm em à. Ồ, mấy chị nhìn nè. Ồ ôi, bà nào ha, sang chảnh ha. Rồi, ồ chồng, sang chảnh đó chồng. Kiểu là ở nhà cho tuần rồi. Trời ơi, bà ơi thiệt nó chán giường luôn á. Không chê vào đâu được cũng rồi. Ngồi ha, kéo chân rồi ha, kéo chân rồi uống trà, chụp hình rồi ha. Rồi, bà hội đồng. Trời ơi, bữa mặc màu trắng ai cũng khen sang. Đúng rồi chị ơi, rất là sang luôn. Không có bị mà thấy rồi gì nha mấy chị ơi. Nhiều trái sợ thấy không có thấy đâu nha mấy chị nè. Rồi, màu trắng giùm em à. Trắng chứ ít nó dòng đường chốt nhiều nha. Có 15 câu nè. Có 15 ỉm à. Rồi màu này hết nè. Mình lấy 4 bộ rồi, bộ nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị, không miễn phí nha mọi người ơi. Rồi, màu này. Ôi là trời. Màu này bữa thiếu hàng nè mấy trái ơi. Rồi, em hàng định lên cái xe. Mà sợ quá trời. Ôi giùm em à. Để màu da. Màu da giùm bé Hằng, đây 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 mấy chị ơi. Màu da giùm bé Hằng nha. Màu này là bữa rất là nhiều chị thiếu nè, hôm nay trả được 20 bộ nữa là hết luôn cây vải nè. Bữa em Hằng bận màu này là chế yêu nào cũng đòi hết trơn nè. Mà em Hằng bữa đó đâu có chốt được ai đâu. Chốt được hình như được có 27 chị chứ nhiêu. Rồi, màu da nè. Nhiều quá đó. Nhiều đây luôn á. Rồi là hết luôn nha, đọc nè. Rồi da nè. Rồi. Chị Thanh Hoa, chị Ngọc Ngọc, Lê Nguyễn Thị, chị Trinh Thanh Hoa nè, Ngọc Ngọc nè, Lê Nguyễn Thị nè, Trinh Bỏ nè. Rồi. Nguyễn Văn Hà nè, Kim Hoa nè, Lê Sơn nè. Nguyễn Ngân. Rồi. Dương Trần. Dương Ý Ngọc nè, Nguyễn Ngân nè. Thảo Lê. Dương Trần nè, Thảo Lê nè. Rồi hai bộ nữa rồi. Rồi. Da cho chị Thanh Hoa nè. Út Ngân. Cẩm Lô. Rồi. Da giùm bé Hằng mấy chế ơi. Rồi. Rồi. Da giùm em Hằng. Rồi. 175.000 rồi. Một màu này đổ qua luôn ha. Rồi. Hôm nay là một cái like rất là VIP luôn nha. Chưa bao giờ like một cái like này luôn á. Rồi. Da em hết rồi mấy chế ơi. Đừng chốt da nữa mấy chế ơi. Hết da rồi, qua đen được không mấy chị? Rồi. Qua đen đi mọi người ơi. Đen giùm em nè. Rồi hết rồi đó. Rồi màu đen. Màu đen liền giùm bé hà. Màu đen nha. Trời ơi, đừng có comment màu
ơi, em lại không còn màu da. Màu da là lúc nào cũng bị hết á, với màu đen. Ôi, nó đã xỉu mấy chị ơi. Màu đen này giùm bác à. Đen cho chị Nguyễn Ngọc Hợi. Cái này gu sang nữa. Màu đen da bác là hết chị, rồi. Đen chị Thanh Hoa. Rồi. Đen cho chị Bằng Lăng Tiến. Ôi, 175.000 đồng. Đen cho chị Hằng Bích. Rồi. Đen cho chị Tuy Diễm. Rồi. 175.000 đồng giùm bác à. Ờ, còn nhiêu đó nó chồng đọc đi. Hết rồi, không năm. Đen cho chị Gấu Thỏ. Rồi. Chị Ngọc Phi Yến. Rồi. Ủa sao da nó nằm? Đâu? Chị da lát hả? Cái da khác hả? Kiểu đó kiểu ren đó vậy. Kiểu ren đó vậy. Rồi, đen giùm bác à. Này 175.000 đồng. Rồi. Bây giờ ren đó không? Không, lấy cái màu cam với màu bơ, cái cỏ kia đi, chị ăn luôn đi. Chị Sông Đô. Rồi. Năm lấy màu cam, màu bơ có cái ren vô luôn đi Năm. Rồi màu cam với màu bơ cho cái chị uống mẹ ơi. Rồi. Tệ nha em thằng bấy mã này tri ân nha. Rồi rồi. Rồi. Lên nè. Làm sao vậy trời. Rồi đặng mình qua đồ lửng nha mọi người ơi. Không ai đòi lửng không chồng. Không ai đòi pyjama luôn. Rồi ship toàn quốc 30.000 giùm em nha mấy chị. Trời ơi, cái cam ở dưới á, mày đã bị dẫn cổ rồi nè. Cột vô bịch nè. Cái này về á mấy chị, mình chịu khó mình ủi lại giùm em cái nha mọi người. Ủi lại giùm em cái, tại vì hàng á mấy chị. Bé Hằng để vô bọc. Để vô bọc nè mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nè. Một cây đồ gì nè mấy chị. Nè, nhìn nè mấy chị. Nè. Cam 175.000 đồng luôn nha. Em Hằng để một bọc như vậy nè, nên nó bị cống đồ mấy chị. Về ủi lại giùm em một nãy mọi người nè. Đây mấy chị nhìn nè. Đây là bộ đồ em Hằng đã ủi rồi nè mấy chị. Về cái này mình ủi một lần mình bận giùm em nha mọi người nha. Nè mấy chị. Cam giùm bé Hằng. Không có màu xanh đen rồi trái ơi, hết rồi trái ơi. Em Hằng qua nè. Đó nhiêu đó đó mấy chị. Em Hằng đặt vải người ta dệt được nhiêu đó thôi mấy chị ơi. Dệt được nhiêu đó thôi đó. Bây giờ người ta cũng không có nhận nữa mấy chị ơi. Sang năm người ta mới nhận lại á mấy chị, cho nên là nói chung là những cái mẫu này thì em Hằng qua một lần là hết luôn thì không có may lại được. Không có may lại được, có may lại thì cũng sang năm người ta mới dọt lại mấy chị. Bây giờ chuẩn bị nghỉ Tết đó nè. Rồi cam nè. Còn có 20 bộ nha. Có 20 bộ nha, về chịu khó mình ủi giùm em một lần nha mấy chị nha. Có hàng Latin này á mấy chị, chịu khó về ủi giùm em Hằng một lần ha. Rồi, ủi giùm em cái cổ lại nha mọi người. Nè. Cam giùm bé Hằng 175.000 luôn. Bộ này là em Hằng bán không lợi nhuận nha mọi người. Tai măng xét nha. Tai măng xét cổ hiu ren nè. Rồi. Trời ơi mấy chị ơi. Rồi. Cam giùm em mấy chị. Rồi chốt đơn nè. Cam chị Thanh Hoa. Rồi. 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 Cam giùm em mấy chị ơi. Dạ dạ em lên lửng tao mua nha. Sống này em lên lửng ha. Rồi. Cam giùm em mấy chị ơi. 175.000 đồng nè. Latin tơ tầm cao cấp em Hằng cho thiêu rồi mấy chị. Trời ơi cái hai cái cỏ thiêu này hai cái cỏ thiêu này mắc tiền cực kỳ luôn, mắc hơn nha mấy chị. Rồi cam giùm bé Hằng 175.000 đồng. Rồi mấy chế nhìn nè. Rồi cam lấy cam cho em là cam giùm bé Hằng ha, 175.000 đồng. Rồi Năm lấy cho tôi màu bơ luôn đi Năm. Rồi biết rồi nhưng mà lấy cái màu đó kìa. Rồi cam giùm bé Hằng ha. Rồi nhanh nha. Rồi cam rồi em Hằng lên luôn màu bơ luôn nha mấy chị. 175.000 đồng một bộ giùm bé Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Ai chưa thích trang bay em Hằng thích trang bay em Hằng luôn nha. Rồi. Rồi em Hằng lên cái màu bơ ha. Rồi màu bơ nè. 175.000 đồng. Trời ơi nghĩ sao bán 175 heo. Rẻ dữ vậy heo. Heo à. Lỗ dữ vậy heo. Rồi bơ giùm bé Hằng nè. Lẹ nha mọi người ơi, bên xong mình rồi. Bơ chị Ngọc Ngọc. Bơ. Bơ chị Hằng Hoa. Bơ chị Ngọc Ngọc. Bơ giùm bé Hằng 175.000 đồng. Ai chưa chia sẻ livestream hộ coi nè. Ôi mấy trẻ ơi. Nó mịn còn hơn là da em bé nữa, nó mịn như là cái gì luôn mấy trẻ ơi. Rồi bơ thì giùm bé Hằng. Bơ nha. 175.000 đồng. Rồi bắt đầu. Ai chưa chia sẻ livestream tranh thủ chia sẻ livestream để mấy Hằng lên tốc độ nha mấy chị ơi.
Hôm nay là hàng em hàng lên tốc độ ra, hàng lên hàng kỹ cho mấy trái mua nha, tại vì hôm nay quá trời hàng đẹp. Đây hàng Dương, bơ chị Minh Thành. Bây giờ em hàng giá hàng mã kỹ được không? Nè, em hàng giá hàng mã kỹ nè cho mấy trái mua nè. Bơ chị Hướng Dương Thị. Giá hàng mã kỹ nha, xíu mình mua nha mọi người, trời ơi. Túi nắp hộp như vậy rất là cao cấp luôn. Ôi ôi mấy trái ơi, ở lại livestream nha, tại vì em hàng qua cái lẫn vài mã cho mấy trái mua đây hổng rồi, em không có live lẫn nhiều quá. Rồi. Đây. Em hàng nhá hàng mã kỹ nha mọi người nhỏ. Nhá hàng hàng kỹ chí xíu nha mấy chị. Nhá hàng hàng kỹ chí xíu. Rồi. Đó rồi, bơ qua ha. Ủa thấy chồng. Rồi bơ giùm bé nè. Rồi bơ 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 nha mấy chị ơi, 175.000 rồi. Bây giờ cho ngồi nha mọi người, like 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 lẫn. Cho em hàng ngồi nha, rồi bơ đi. Rồi, 175.000. Rồi bây giờ chị Yến Di Lê ơi, chắc da không còn quá, có bơ á, mà da chắc không còn đâu, đừng có giận em hàng nha. Lấy bơ với cam hay là bơ với màu khác đi, màu da này không có còn, màu trắng cũng không còn luôn nha. Rồi, rồi cái túi nắp đó mấy hàng để rồi nữa mấy chị ơi. Rồi, lên ha. Lên nè, lẫn đâu, sao chưa đem vô hả? Lẫn vô đi chồng. Lấy lẫn đi. Ha, lên một cái mã kỹ đi nha. Rồi, lên một cái mã kỹ ở đây đi mấy thằng, lên lửng nè. Anh lấy lửng meo đi, lửng meo vậy à. Rồi. Rồi lên nè em, thằng lên một cái mã kỹ giùm em. Không được rồi, đốt quý quá em quá, giờ em hành lại. Không được rồi á. Đây cái chân quá thiệt sự mọi người nè. Rồi, mặc áo thôi chứ không chứ ơi, lửng á thì á. Lửng á thì chắc phải là mình sẽ bận nguyên bộ đi cho dễ coi ha. Xong rồi những cái form dài đó thì em hàng sẽ bận. Rồi lên giùm bé hàng nè, những cái form dài như vậy nè bé hàng sẽ bận cái áo cho mọi người nha. Đây tối ren nha mấy chị, hàng độc quyền nha, hàng này chắc là mấy bữa sau mới có, mấy bữa sau á những shop khác có, đi chăng nữa thì cũng là cả tháng sau người ta mới có mấy chị, tự do thấy em hàng may nè rồi cái mình sẽ may. Ở thì tháng sau người ta mới có, còn giờ thì hàng độc quyền shop em hàng. Hàng cổ ren, tay ren, túi ren và cổ pyjama, quần khói ren luôn. Mã này em là mã kỹ 165.000 đồng giùm mấy hàng. Rồi, mã này giùm em là kỹ 1 giùm em hàng, màu xanh dâu là cái màu bơ nha. Rồi, mã này em là kỹ 1 nè, 165.000 đồng. Rồi lẹ đi, bé hàng lên lửng nè, đẹp xỉu luôn mấy chị. Rồi nhận hàng rồi, vải đẹp không nhăn, mềm mát, ủng hộ shop dài dài nha, cảm ơn chế tươi 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 hồng. Rồi kỹ 1 cái hàng ít nha mấy chị ơi, 165.000 đồng, hôm nay chốt đơn liền mấy chị ơi. Đây đây, ở đây nè. Rồi kỹ 1 cho mấy hàng. Rồi Hương Thị Ngọc Anh, Nguyễn Nhật Kim Châu Trần có nha chị yêu nha. Rồi kỹ 1 giùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng giùm em ha. Chị đặt ba bộ kỹ này rồi, đang chờ giao hàng luôn quá. Rồi kỹ 1 chị Trang Đỗ Thị nè. Rồi kỹ 1 giùm em. Rồi kỹ 1 giùm em là 165.000, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Rồi chị Bea Phạm nè, chị Diệp Tuấn Tài nè, mấy chị yêu dấu nha. Rồi comment giùm em mấy chị, kỹ 1 giùm em hàng 165.000 đồng. Rồi chị Lan Trinh nè. Rồi comment giùm em mấy chị, kỹ 1 giùm em mấy chị, 165.000 đồng giùm em hàng. Ngoài có shop bán là vậy hả chị Hồng Anh? Có bán y vậy luôn không chị? Y kiểu pyjama, tay phối, cái túi phối ren và cái ren hàng cao cấp như vậy không chị? Đây, kỹ 1 giùm mấy hàng 165.000. Rồi chị Hoàng Anh ơi, nè chị, ren phải là ren cao cấp giống như em hàng không? Và những cái họa tiết như vậy không chị? Ha, rồi kỹ 1 giùm mấy hàng 165.000 đồng giùm em. Rồi chị Loan Nguyễn Loan, chị Nguyên Ngô, chị Linh Tan. Rồi kỹ 1 giùm em mà phải kiểu pyjama như vậy không chị? Rồi nay em nhận được 5 bộ đồ đẹp lắm. Rồi Trần Thanh Hoa, Nguyễn Ly. Rồi comment giùm em mấy chị, kỹ 1 giùm em ha, 165.000 đồng giùm em ha. Rồi chị Phương Nguyễn, chị Phạm Tho. Rồi phải pyjama đường may như vậy giống em hàng không nè? Phải đường may giống em không chị nha? Coi kỹ lại giùm em. Rồi có túi có ren gì giùm em hàng luôn. Rồi Ngọc Bích Lê giùm em hàng. Số em hàng đâu mất hơn mà không đẹp bằng số em hàng đâu. Em cảm ơn chị Xuân Lê nha. Thì
thiệt sự với mấy chị luôn, hàng ren nè, hàng ren nè, mấy chị em hàng còn phải loại lựa ren á, mấy chị là ren loại một vô cho nó mềm cho nó co giãn mấy chị yêu dấu nè. Rồi comment giùm em hàng kỹ một giùm em hàng, rồi 100 ở mấy chị yêu dấu nha. Rồi comment em là kỹ một giùm em mấy chị, 165.000 đồng giùm em hàng. Rồi kỹ một giùm em mấy chị yêu dấu nha, 165.000 đồng giùm em hàng. Mấy chị nhìn nè, trời ơi, rồi kỹ một giùm em. Mấy chị em hàng sợ là ren cứng mấy chị sẽ bậm ngứa, mấy chị ngứa em hàng phải là thôi kệ đi chị ơi, lấy ren mềm cho em hàng, ren loại một cho em, mắc hơn cũng được, mắc hơn cũng được, miễn khách em hàng bận đẹp là được hả. Đó, rồi kỹ một đi, qua nhá cái vậy thôi ha. Rồi kỹ hai đi, rồi kỹ hai màu trắng luôn. Rồi kỹ hai giùm em hàng luôn, màu trắng giùm em hàng. Rồi ok, rồi ôi mấy chị yêu dấu hàng nè, túi zip á mấy chị, túi zip nè mấy chị, túi zip thêm tiền nữa mà kệ đi, để bộ đồ cho mấy chị, biết bao nhiêu là tâm huyết á mấy chị, tâm huyết ở trong đó mấy chị biết không. Rồi comment giùm em hàng kỹ hai, ôi này đẹp quá vậy, bé tím kỹ hai, bé hằng cũng để rồi nữa mấy bà. Rồi kỹ hai liền giùm bé hằng, 165.000 đồng giùm bé hằng. Hàng kỹ từ đường kim mũi chỉ, từ cái lưng quần, từ cái nút áo luôn nha mấy chị nè. Mấy chị nhìn cho em hàng nha, nút áo là nút áo bốn chấu giùm em nha, nút áo bên em hàng cho nút áo bốn chấu mấy chị. Rồi kỹ hai đâu rồi, ủa trơn rồi thấy đâu. Rồi kỹ hai giùm em hàng, rồi kỹ hai liền giùm em hàng nha, 165.000 đồng giùm em hàng. Rồi comment mấy chị yêu dấu nha. Rồi ở mình mua nhiều lần rồi, hàng đẹp bạn để ý, thường may không sáng lại, may dày không mỏng, shop bán hàng đàng hoàng lắm, mình chỉ là khách thôi. Em cảm ơn chế hơn Nguyễn Thị Phi Yến nha, em cảm ơn chế nha. Rồi kỹ hai giùm em mấy chị, rồi kỹ hai giùm em hàng mấy chị yêu dấu nha. Rồi hàng loại một mấy chị ơi, mango đuổi loại một quá mấy chị, thì sợ em nói thiệt với mọi người là rất là ít shop, cực kỳ ít shop luôn mấy chị yêu dấu, cực kỳ ít shop dám may hàng loại một như vậy mấy chị ơi. Có may đi chăng nữa thì người ta cục trời em bận ngược em bận ngược đó, có may đi chăng nữa thì người ta cũng không dám bán giá rẻ như vậy đâu mấy chị, thì sự mấy chị luôn, có may đi chăng nữa người ta cũng bán 200 mấy trở lên, 260 trở lên mấy chị, 260 270 trở lên với cái chất liệu mà may kỹ như vậy nè mấy chị nhìn nè. Để em hàng thay cái bộ này ra cho mấy chị coi luôn. Bộ em hàng cũng là bộ giao cho mấy chị luôn, chứ em hàng không thể không có bao giờ mà bận một bộ này rồi giao mấy chị bộ khác hết trơn nè mấy chị nhìn nè. Nhìn cho em hàng nha. Đây nha mấy chị nha. Đây là cái phần thợ mới cho em hàng, cái kỹ thuật may mới luôn nha mấy chị nè. May mới nè em hàng cho may nè mấy chị. Đó, đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đây từ cái đường kim mũi chỉ luôn. Rồi kỹ 2 giùm em hàng, 165.000 đồng. Từ 40 đến 60 kg là mình bận vừa giùm em hàng. Chị nhận được đồ rồi, đồ rất là đi. Trời ơi, cảm ơn chế Hân Phạ nha. Em cảm ơn chế nha. Là chế, đây với chị. Ôi, em cảm ơn chế nhiều lắm nha chế. Cho em hàng xin một cái feedback vô cùng xịn sò luôn á. Trời cái này hết rồi. Này có mấy bộ vô không chị đó. Còn kỹ 3 đi. Kỹ 3 đi nè. Kỹ 3 giùm em hàng đi nha, 165.000 đồng. Rồi kỹ 3 liền giùm em mấy chị ơi. Thiệt sự mấy chị nhận hàng mấy chị nói cảm thấy là rất là đẹp, rất là hài lòng rồi mấy hằng. Rồi kỹ 3. Ôi trái tim màu xanh luôn nè, đẹp quá hả. Kỹ ba 165.000 đồng giùm mấy hàng nhỏ, 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hàng. Ôi trời ơi mấy chị ơi, thiệt sự mấy chế ơi, một bộ đồ nó xứng đáng đồng tiền bát gạo một bộ đồ không mấy chị. Ôi chồng ơi, ren nhở, ngay cả ren đó mấy chị, mấy hàng cũng phải cho đi nhuộm màu cho nó tiệp với cái nền vải luôn mấy chị. Ren trắng em hàng cũng không dám đó mấy chị yêu dấu. Đó, comment giùm em hàng. Chị 60 kg cao mét 50, quần thì hơi dài, còn bề ngang thì hơi hẹp. Dạ, cho nên là cố gắng lấy động lực giảm cân chút xíu nha chế nha. Rồi,
nếu mà trái 60 kg mà trái cao mà chừng 1,55 là trái cũng còn đẹp nữa. Rồi kỹ ba giùm bé Hằng. Ồ đẹp quá chồng ơi, để nữa hả chồng. Rồi kỹ ba giùm bé Hằng. Rồi kỹ ba nha mấy chị ơi, 165.000 đồng ít thật. Rồi ôi này là để trong túi zip đàng hoàng hết nha. Rồi ôi 165.000 đồng. Trần Thị Linh, rồi Diệp Sáng Tài, rồi chị Minh Tuyết Nga, Hằng, Hồ hết rồi. 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 60 kg mình bật đẹp luôn, 60 kg mình cao 1m55, 53 ký đầu trở lên, 1m53 trở lên nghe, 1m53 trở lên nhà em hả? Một hồng này là gì đây? Một hồng biết luôn giờ cái đào, còn bao nhiêu đây à? Cái đào cũng có 20 trong lấy gì đi? Rồi kỹ 4 giùm em hả? Rồi đúng rồi, chị mới biết em chưa được nửa tháng mà chị mới hết 22 bộ rồi đó. Dạ tại vì á mình 1m50 thì mình phải chịu khó bằng đồ shop em Hằng là bị dài. Rồi kỹ 4 nè, cái đào nè rất là dễ thương nè. Rồi kỹ 4 thì giùm bé Hằng đấy chứ ơi, 165.000 đồng giùm em. Lẹ đi em Hằng cũng có mây hàng, nói chung là không phải mà đơn giản tự nhiên em Hằng lên bán một cái bộ đồ 160 mấy nghìn đồng mấy chị ơi. 160 mấy nghìn đồng này á, mình phải so cái tầm của nó mấy chị, cái tầm của nó phải nằm ở 300 mấy chục ngàn. Rồi chốt nổ đi cháy ơi. Rồi comment liền em Hằng là kỹ 4, kỹ 4 màu hồng trái đào nha. Kỹ 4 ít nha mấy chị ơi, có 20 bộ à. 165.000 đồng giùm em Hằng. Rồi có 20 bộ. Rồi chạy đi. Rồi kỹ 4 giùm em mấy chị. Rồi em chốt nhá hàng cho mấy chị, mai mốt mình nhận đẹp mình mua tiếp nha. Rồi kỹ 4 giùm em Hằng. 165.000 đồng giùm em Hằng. Rồi kỹ 4 giùm em Hằng. 165. Rồi rồi. Kỹ 4 giùm em mấy chị ơi. Ủa sao này ở đây, ủa trái tim màu này không nãy em không like. Trời để ở đây luôn mà bị khuất mắt nè. Trời tức ghê ông thầy kiểu nè. Rồi. Kỹ 4 giùm em Hằng hả? 165.000 đồng rồi, tới chế Nguyễn Dung rồi. Em là kỹ 5 nè. Kỹ 5 nha mọi người. Dạ. Kỹ 2 em không nhớ nữa, chế Lê Thị Ngọc Yến thôi, chế comment thử thôi. Trái comment thử. Bà cái gì sợ bà rồi. Rồi kỹ 5 giùm em ạ. Đây trái dâu màu này đây mấy chị ơi. Rồi kỹ 5 liền giùm em Hằng. Chế comment đi chế Lê Thị Ngọc Yến ngày mai nhân viên em chốt đơn đi là em Hằng không nhớ hết chế. Qua rồi em Hằng không nhớ. Rồi kỹ 5 nè. Trời ơi chết nữa. Ôi mấy chị nhá hàng trước nha. Hôm nay ai may mắn thì mấy chị không có được giận em Hằng nha. Rồi hôm nay ai tương tác chốt được những cái bộ này thì mấy chị là đẹp rồi thì bé Hằng ơi chốt đổi nghe, tại vì hàng hôm nay cả không có đủ. Rồi kỹ 5 liền giùm bé Hằng. Rồi kỹ 5 liền giùm em nha mấy chị ơi. Kỹ 5 liền giùm bé Hằng nè, có mười mấy bộ thôi mấy chị ơi, thông cảm giùm em Hằng. Ngày mai mình không có thì mình qua mẫu khác nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi kỹ 5 giùm em Hằng nè, được nhiêu đây là mười mấy bộ nè, 40 đến 60 kg mình bận mười em. Chị nào không có thì không có giận em Hằng, em Hằng nói trước nha mọi người ơi. Tốc độ lên liền giùm em Hằng. Rồi kỹ 5 chốt đơn giùm em Hằng nha mấy chị. Dễ thương quá chồng qua trái dâu. Rồi kỹ 5 kèm Hằng số điện thoại nha. Rồi kỹ 5 nè đó. Rồi Trần Nhung, Nguyễn Nhật, Nguyễn Dung giùm em Hằng nè. Rồi còn 3-4 bộ nữa giùm em Hằng. Rồi kỹ 5 giùm em Hằng ha. Rồi Út Nhỏ nè. Rồi 3 bộ nữa giùm bé Hằng. Chị Linh, Nguyễn Dung. Rồi kỹ 5 giùm em Hằng mấy chị ơi. 165.000 đồng. Ai chưa chia sẻ nhanh chia sẻ livestream giùm bé Hằng. Rồi. Mong Trinh. Cái này nhiều. Thảo Hồ.
Rồi thôi em bán tặng mấy chị đi. Rồi trước 20 bộ. Bán tặng trước 20 bộ nha. 20 bộ nha. 20 chị đầu tiên nha. 20 chị đầu tiên nói chị yêu dấu nha. Mã này ghi giùm em là mã cao cấp giùm em Hằng. Có 20 chị đó. Dạ có, lên em lên. Trời ơi chồng ơi, sang quá chồng ơi. Ôi chồng ơi, hai túi nắp nhớ gì? Hai túi nắp giùm em Hằng, tay ngắn full viền. Bảo đảm luôn, trời ơi chồng ơi, viền nữa nè. Rồi cao cấp 1. 175.000 đồng. Có 20 chị thôi nha. Nè, nhiêu đây nè, cao cấp 1 liền giùm em Hằng 175.000 đồng. Cao cấp 1 liền giùm em Hằng. Trời ơi, chế tay dâu vô chút mấy bạn này đây nè. Ôi coi nè mấy chị ơi. Rồi cao cấp 1 liền giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng giùm em Hằng. Rồi được nhiêu đó, nó không có nhiều đâu. Có đó. Cái này là mai mốt mấy chị mua giá 180 giùm em Hằng nha. Mai mốt mình mua giá 180 giùm em nha mấy chị. Hôm nay mình mua giá 175.000. Trời ơi, hai cái túi nắp này chồng ơi, 175.000 đồng giùm em Hằng. Rồi chốt đơn ơi chồng ơi. Trời ơi mấy chị ơi, thiệt sự mấy chị ơi. Rồi cao cấp 1 giùm em mấy chị 175.000 đồng giùm em Hằng. Mua mấy bộ đồ này xong mấy chị, trời mai mốt à, em Hằng lai hàng thường mấy chị không mua luôn á. Hàng thường không mua luôn mấy chị. Rồi comment giùm em Hằng. Rồi còn em cao cấp 1 giùm em mấy chị yêu dấu rồi 175.000 đồng giùm em Hằng. Rồi mai mốt là em Hằng lên mấy hàng khác mấy chị không mua luôn á. Rồi cao cấp 2. Ủa con này nó phải chồng like rồi chưa ai nhớ? Rồi má ơi, trời ơi là trời. Cao cấp 2 liền giùm em Hằng 175.000 đồng. Rồi cao cấp 2. Trời ơi mấy chế ơi. Ôi sao vậy cháu? Cao cấp 2 liền giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng em nói thiệt. Rồi cao cấp 2 liền giùm em mấy cháu ơi, 175.000 đồng giùm em Hằng. Có 20 bộ thôi, không có nhiều. Cao cấp 2 liền giùm em Hằng. Đây, nút nữa nè. Nhiêu đây thôi à. Cao cấp 2. Họa tiết xịn sò nhất chưa từng thấy. Cao cấp 2 liền giùm em mấy chị, 175.000 đồng giùm em Hằng. Rồi cao cấp 2 liền giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 2 liền giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng giùm em Hằng. Rồi rồi cao cấp 2 giùm em mấy chị ơi, 175.000 đồng giùm em Hằng. Ồ đẹp xỉu, đẹp xỉu, đẹp xỉu. Rồi ôi 175.000 đồng giùm em Hằng. Rồi ồ ok mấy cháu ơi, từ từ bé Hằng lên lận. Rồi 175.000 đồng. Mấy cái hàng này thì mấy chị, em nói thì với mấy chị luôn, đẹp từ đường kim mũi chỉ túi đồ gì luôn nha mấy chị. Nhìn văn, cái lưng nữa nè. Trời ơi mi mốt mấy chế mua là mấy chế là cứ vô đòi em Hằng là hàng cao cấp, hàng kỹ, hàng VIP đi. Cao cấp kỹ viết thôi đi, thiệt sự mấy chế luôn. Rồi trời ơi tới nữa mấy chế ơi, tới công chuyện thiệt chứ mấy chị ơi. Cao cấp 3 liền giùm bé Hằng 175.000 đồng. Dạ chị ơi, cái này em Hằng đang bán lẻ mà chị, em đang bán lẻ mà, hôm nay em Hằng không có nhận sỉ được. Trời ơi coi nè, hai túi nắp hai bên rất là đẹp luôn. Ôi cái họa tiết này đẹp quá à. Cao cấp 3 đi. Rồi hết luôn đúng không? Rồi qua lẫn đi. Rồi cao cấp 3 liền giùm bé Hằng mấy chế ơi, 175.000 đồng giùm bé Hằng. Rồi cao cấp 3 liền giùm em Hằng 175. Hai túi nắp thiệt giùm em Hằng nha mấy chị ơi. Túi này là túi thiệt chứ mà không có chơi cái túi giả nha. Quần túi nè. Rồi cao cấp 3. Ôi coi nè, ai có mấy họa tiết này đây, shop nào mà có mấy chị là chế hàng thường luôn thật á. Em giờ mê mua kỹ với cao cấp VIP là chế à. Rồi cao cấp 3 liền giùm em mấy chế ơi, 175.000 đồng giùm đấy nè. Cao cấp 3 giùm em mấy chị, 175.000 đồng giùm em Hằng. Mấy chị nhìn nè,
Trời ơi, sang chảnh lắm mọi người ơi. Hàng này là hàng mã mới luôn á. Mã mới luôn á mấy bà. Rồi cao cấp 3 liền dùm bác Hằng 175.000 đồng dùm em ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa dùm em ha. Ôi coi nè. Form nè. Chuẩn hàng Quảng Châu cho em Hằng luôn. Chuẩn hàng Quảng Châu nha. Nhưng mà hàng Quảng Châu mình mua không có trên dưới là 300 mấy chục ngàn một bộ đâu mấy chế. Không có trên, không có dưới mà 300 mấy chục ngàn đâu mấy chị. Mua nhà em Hằng 175.000 vô cùng xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Rồi cao cấp 3 dùm em Hằng ha, 175.000 đồng ha mấy chị. Rồi bé Hằng lên lửng nha. Rồi rồi từ 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 từ, trời ơi sẽ có tay dài nhá, hàng trước rồi. Rồi rồi cao cấp 3 dùm em Hằng 100. Rồi cao cấp 3 dùm em Hằng. Rồi em lên lửng cho mọi người mua nè. Bây giờ thì lửng sẽ bán rẻ một chút nè. Rồi bây giờ bán rẻ đúng không? Bán rẻ 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 một chút xíu nè. Ôi là trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó đã. Cầm cái bộ đồ nè mấy chị ơi. Comment liền giùm em mấy chị lẫn nha. 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ha. 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ha. Rồi ghi giùm em Hằng nè, lẫn một nè. 125.000 đồng nè. Trời ơi mấy chế ơi. Chốt liền chị em mình ơi. Cao cấp 3 chị Trần Ngọc Trân. Trời ơi. Lẫn một. Trời ơi coi nè. 125.000 đồng. Trời ơi. Full viền nha mấy chị, viền nè. Rồi chạy nè. Lẫn một giùm em mấy chị ơi. Nào quần nha. Em Hằng cho may qua đầu gối nha mấy chị yêu dấu nha. Em Hằng cho may qua đầu gối hả mấy chị. Để cho nhiều chế. Em Hằng ơi, chế thích bận đồ lẫn ghê luôn á. Mà nhiều shop nó bán toàn ngố không à, trên đầu gối không à. Đây mấy chị, shop em Hằng là chơi tới bến luôn. Shop em Hằng là chơi tới bến Ninh Kiều luôn. Qua cầu Cần Thơ ghé bến xe em luôn mấy chị ơi. Lẫn một giùm bé Hằng 125.000. Mấy hàng qua đầu gói cho mấy chị nha, chốt đơn liền. Rồi 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 125.000 đồng thôi mấy chị. Lẫn một giùm bé Hằng 125.000 lẻ đi. Bé Hằng lên tay dài tay ngắn nữa, hôm nay quá trời đồ, quá là trời đồ luôn mấy chị. Rồi lẫn một giùm bé Hằng 125.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng nha. 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng. Quần có túi đàng hoàng hết cho mấy chị, lẫn dài hay gì á bên em Hằng cũng bán túi cho mấy chị hết. Quên lộn, may túi hết cho mấy chị nha. Rồi lẫn một giùm em Hằng 125.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa hả mấy chị. 40 đến 60 kg là mình bận vừa đồ shop em Hằng nhở. Còn quên linh kỹ rồi chồng. Rồi lẫn một giùm em Hằng. Ủa sao giờ bắt phát thật tiếp nữa ta. Rồi lẫn một giùm em Hằng ha, 125.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa là đồ shop em Hằng hết nha. Rồi đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Rồi lẫn một giùm em Hằng nè. Một trọ coi cái vải nè trời. Tay nè mấy chị ơi. Cưng chưa cưng chưa. Rồi lẫn một giùm em Hằng ha, 125.000 đồng giùm em Hằng. Rồi lên cho em cái lẫn nha kìa. Đẹp xỉu kìa. Ừ, đi nè, đi ha. Rồi, comment giùm em Hằng. Rồi, lẫn một giùm em mấy chị. Comment giùm em Hằng là lẫn một nha. Rồi, cái màu này cực kỳ trắng luôn mấy chị ơi. Cực kỳ, ủa, 10 giờ mấy rồi cả. Ôi ơi, hôm nay bán quên giờ. Trời ơi, 10 giờ 10 rồi. Rồi, lên liền giùm em mấy chị. Lẫn hai giùm em mấy chị ơi. Lẫn hai 125.000 đồng giùm em ha. Rồi mã này lên liền giùm bác Hằng là lẫn hai 125.000 đồng giùm em. Rồi quá là đẹp luôn mấy chế ơi. Lẫn hai chốt đơn lẹ, cực kỳ trắng da, cực kỳ rồi cái áo xinh xắn quá ha mấy chế. Lẫn hai lẹ giùm bác Hằng, cực kỳ trắng da, cực kỳ dễ thương luôn.
lẫn hai giùm bé Hằng, 125.000 đồng giùm em ha. Trời ơi, xinh quá mấy trẻ ơi, nhìn cái cổ nè, full viền bâu nè. Ôi ôi, coi nè cái màu nè trời, lẫn hai giùm em mấy trẻ ơi, 125.000 đồng giùm em ha. Từ 40 đến 60 ký mình mận vừa, cái này có mấy chục con nha, chốt đơn lẻ nha. Rồi lẫn hai giùm em Hằng mấy chị. Ok, trái Lê Thị Ngọc Yến nha. Rồi lẫn hai giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng, xuất sắc chưa, vô cùng xuất sắc chưa mọi người. Rồi hôm nay, rồi hôm nay quên uống nước luôn mấy chị, hôm nay quên uống nước luôn mọi người. Cho ly nước nữa đây. Rồi lẫn hai giùm em mấy chị. Hôm nay không thích lẫn hả ta? Rồi ok, không thích lẫn em Hằng Linh kỹ luôn. Bán sale nha, kỹ này bán sale ha. Kỹ này bán sale để trước kỹ mới về nha. Kỹ này bán sale để Hằng trước kỹ mới về nha mấy chị yêu dấu nha. Tại vì á hết chỗ rồi, hết chỗ hết kệ rồi, không còn kệ nữa. Rồi tiếp theo kỹ nè, kỹ mấy rồi chồng? Hồi nãy giờ chưa có kỹ hả? Rồi kỹ đi. Rồi comment liền giùm em Hằng. Rồi hôm nay mình sẽ lên hàng cao cấp một like luôn đi hả mọi người, một like luôn sao mấy chế. Rồi bây giờ em Hằng nè, kỹ 7 hả? Rồi trời ơi hôm nay báo giá hết hồn luôn, lẹ giùm em Hằng nha. Rồi 40 đến 60 ký mình bận vừa. Rồi nhanh tay chốt nha, em Hằng bán như vậy á để cho nó trống kho, nó trống kho đồ nha em Hằng hả mấy chị. Tại thiệt sự luôn, quá đời đồ kỹ thì chuyến này là đồ kỹ về nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn mấy chị. Rồi lên liền giùm bé Hằng nè. Cậu này báo giá này hết hồn luôn trời. Kỹ mấy ta? Kỹ mấy? Kỹ 7. Kỹ 7. 159.000 đồng. Nghe hết hồn luôn. Rồi kỹ tay dài mà bán 159.000 đồng nữa. Rồi lên liền giùm em Hằng là kỹ 7, 159.000 đồng. Trời ơi mấy trẻ ơi, rồi kỹ 7 giùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng cho em Hằng. Rồi chọn này ai vô Noel trễ thì vô mua nghe, ai đi Noel về trễ thì vô mua. Rồi kỹ 7 giùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng giùm em Hằng. Rồi lẫn hai kìa, rồi lẫn hai chút đơn ơi. Rồi rồi lẫn hai giùm em Hằng mấy chị nha. Rồi mấy em là kỹ 7 giùm em Hằng, 159 nha, giá quỷ diệt một đêm nha. Giá quỷ diệt một đêm nha mấy chị. Quỷ diệt một đêm cho em Hằng nha mọi người, không có giá đêm nào nữa giùm em Hằng nha. Rồi, kỹ 7 giùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, mã này em là kỹ 7 giùm em Hằng ha, 159.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 ký mình bằng vừa. Một đêm này thôi nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi comment giùm em mấy chị yêu dấu. Kỹ 7 giùm em Hằng mấy chị ơi, 159.000 đồng giùm em. Ôi mới đây 10:30 rồi trời, 10:15 mày hôm nay lai trễ bám chờ mà. Rồi kỹ 7 giùm em Hằng ít nha mấy chị ơi, những mã này em Hằng còn ít à, 185.000 đồng giùm em Hằng. Ô quên lộn, 159.000. Rồi kỹ 8, kỹ 8 giùm em Hằng nè, 150. Ôi hôm nay sale quá sale luôn mấy chị ơi, tại vì hàng kệ hàng kỹ nói chung nó cũng còn lẻ lẻ à, lẻ tẻ lẻ tẻ à. Rồi kỹ 7 chén Luyến Nguyễn nè. Rồi bộ này đẹp lắm, mình có màu cam rồi, bố mua tâm trúng rồi, hàng này bán 165 không mấy chị. Mà tại hôm nay là mấy chị yêu dấu, bé Hằng nó chuẩn bị về hàng kỹ bán tết không mà, tại vì tết á,
mình phải lên là một bộ đầu rồi kỹ 8 giùm em ha. Rồi, kỹ 8 giùm em mấy chị yêu dấu. Kỹ 8 giùm em hàng 159.000 đồng. Chốt lẹ nha. Ôi trời ơi, gì chổi em vậy trời. Rồi xuống đi được rồi. Rồi sale vài mã nữa rồi. Ôi trời ơi dục. Rồi kỹ 8 giùm em chứ 159.000 đồng giùm em hàng. Có mười mấy bộ này em hàng còn ít đó mấy chị. Còn mười bộ vậy nè, em hàng bán nói chung là kệ đi. Không lợi nhuận có gì đâu mấy bà. Rồi kỹ 8 giùm em hàng 159.000 đồng. Kỹ 8 159.000 đồng một bộ giùm em hàng. Từ 40 kỹ 7 cho thảo cỏ nè. Rồi này lên em là kỹ 8 nha. 159.000 đồng giùm em hàng. Ôi coi nè. Búp bơ rì màu trắng rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy kỹ 8 lên liền giùm em hàng là kỹ 8 ha. 159.000 đồng giùm em nha mấy chị. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em. Rồi chế yêu nào chốt chốt lẹ giùm em. Rồi giờ nực quá. Rồi kỹ 8 giùm em nha mấy chị ơi. 159.000 đồng. Nhà em hàng là bán cho mấy chị là mango đuổi thượng hạng loại 1 ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa vải không nhiều không nhăn, không rút vải giùm em hàng. Rồi. Rồi chán ghê không mấy bà. Rồi kỹ 8 giùm em hàng 159.000 đồng giùm em hàng. Rồi kỹ 8 ha. Rồi lên cái kỹ 9 ra dọc. Này hai mèo quá. Rồi kỹ 9 nè. Có bộ một mèo hả? Có 10 à, không có còn nhiều đâu mấy chị. Có 10 à. Nè. Rồi kỹ 9 giùm em hàng nè. 159.000 đồng nè. Đẹp xẻo luôn mấy chị ơi. Cái này nha, có một bộ chị cuối cùng á là sẽ được bộ màu này nha mấy chị nhá. Chị cuối cùng sẽ được bộ màu này nha, tại vì có một bộ đó đó. Nó trơn luôn rồi. Rồi lâm em là kỹ 9 nè. 159.000 đồng. Rồi kỹ 9 giùm em hàng nè. Một rồi. Để tiếp. Ôi mấy chị ơi nhìn nè mấy chị. Nhìn cái đường may nhà em hàng nè. Thôi. Lên lẹ. Bộ kỹ 9. 159.000 đồng giùm em, không đẹp em không có lấy tiền đâu, em nói thiệt với mọi người luôn. Cái form đồ mà vải mà nhận về không phải mango đuổi loại 1. Cứ từ chối nhận hàng nha. Hả mấy chị? Mấy bộ này chị mua hôm trước 165. Đúng rồi chế. Mấy bộ này bán hàng là bán 165.000 không á mấy chị. Tại vì hôm nay em hàng cần sale để là chứa mấy hàng kỹ mới về, mấy mốt nó về rồi em. Mấy chị thấy rồi đó, nhà em hàng nó chật lắm mấy chị ơi. Kho nhà em hàng nó chật cực kỳ chật luôn. Rồi kỹ 9 nè, chốt đơn nè. Rồi, rồi 159.000 đồng giùm em hàng. Kho nhà em hàng hơi chật lắm mấy chị. Cho nên là hả em hàng thanh lý để mà mệt trống. Chị có mấy bộ này hết trời hả? Rồi, cảm ơn giấy dân trầm nha. Fan nhà em hàng luôn á. Rồi, fan luôn á. Rồi, kỹ 9 giùm em hàng. Rồi, vậy là chị quên hết rồi. Nè, chị cuối cùng là được màu này của em hàng nha. Chị cuối cùng là được màu này nha mọi người. Nè, ôi, xinh quá vậy. Rồi, chị Diệu Thí Phạm là được màu này giùm em nha chị nhớ. Đây. Rồi, 159.000 đồng, không có miễn phí ship mấy chị ơi. Rồi, em là kỹ 10 giùm em hàng. Rồi, like mấy giờ? Trời ơi, giờ hôm nay hả? Hôm nay tới bến. Hôm nay chừng nào mấy chán nghỉ thì em nghỉ. Chừng nào mấy chán bỏ em rồi em mới nghỉ. Hôm nay em hàng phải không có đi chơi Noel đó mấy chị. Rồi, làm em là kỹ 10. Rồi, kỹ 10 này đẹp xỉu nè. 159.000 đồng giùm em. Rồi kỹ 10 giùm em mấy chế ơi, 159. Nhanh đi em lên cái pyjama tay ngắn cho mấy chế mua nha. Hôm nay chừng nào mấy chế nghỉ. Ồ mấy chế, ồ bé ơi, chế nghỉ ngủ hết nha. Chế chừng nào mấy chế ngủ hết thì bé thằng nghỉ. Rồi kỹ 10. Rồi ok, tới lẫn cho lẫn sao mấy bà không ủng hộ em à. Rồi kỹ 10. Đợi em sale đi. Rồi kỹ 10 đẹp quá ta.
rồi giùm bé à. Ủa kỳ chính đâu có còn mà anh đọc tùm lum vậy? Kỳ chính là thể á, làm gì còn mà còn. Rồi kỳ 10 giùm em hà. Chị lấy thêm cho em bộ vip bi đen với bộ cánh tiên nữa hả? Là bộ nào chị? Bi đen rồi mã mấy vậy trời? Rồi kỷ 10 giùm em hà. Rồi 159.000 đồng giùm em hà. Kỷ 10 rồi từ. Rồi 159.000 đồng giùm chị nhớ. Kỷ 10 giùm em. Rồi 159.000 đồng mấy chị ơi. Đẹp sợ giống như chế ơi. Rồi 159.000 đồng giùm em hà. Rồi kỷ 10 giùm em hà. Rồi cái nó đẹp quá vậy. Kỷ 10 giùm em mấy chị. Rồi 159.000 đồng chốt đơn đi. Rồi kỷ 10 kèm giùm hàng số điện thoại nha. 159.000 đồng. Hàng cao cấp bán số. Thiệt sự mấy chế mà nào mà muốn xỉ về mấy chị yêu dấu nè. Dạ đơn hàng hồi sáng đi rồi chế. Đơn đi rồi á chế. Dương Trận này đơn mới giùm em hàng được không? Đơn mới nha. Rồi kỷ 11. Tại hồi sáng bên em Hằng nghỉ để chút đơn đi hết đó. Cái này em Hằng lên cái đơn sờ đây nè. Kỷ 11 thì mấy trái chút lẹ nè. Kỷ 9 em hết rồi chứ thảo cỏ thôi. Đây, comment giùm em mấy chị yêu dấu nha. Rồi, comment giùm em mấy chị. Một kiểu rất đẹp hả? Rất đẹp. Comment giùm em Hằng. Kỷ 11 giùm em Hằng. Kỷ 11 dạ có pyjama tay suông. Chứ hồi em bán luôn cho nha. Rồi nè, kỷ 11. Trời ơi, cái bộ này bé Hằng để một bộ bé Hằng bận nhất cái nát luôn mấy chị. Nè, cái bộ này bé Hằng thích ơi là thích luôn. Cái mấy đứa nói bộ này là em Hằng hay bận. Bộ này có mười mấy bộ em Hằng hay bận bộ này hoài nữa mấy chị. Tại em Hằng thích đó, cái hoa văn của nó lạ. Mà cái màu nó sạch nữa mấy chị. Màu kiểu hột gạo mấy chị sạch. Hình như là cách 2 ngày đã mà lấy bộ này em bận mấy đứa nói trời chị ơi chị cả đóng đồ á. Có nhiều bộ em thấy chị treo ở đó chị không có bận, nó chưa cắt mát nữa chứ chị để ở đó hoài đúng không? Sao chị bận mà chị bận bộ này hoài vậy? Chị em thích là em bận rồi mấy chị ơi. Rồi kỷ 11. Tại biết sao mấy chị, nó rất là cái họa tiết nhìn nó nhã nhặn á. Nha, kỷ 11 có nhiêu đây bộ à? Chị sợ không mấy chị luôn. Chị nào nhận không ai mà tin tưởng em thì mua bộ này đi rồi về. Mà trời ơi, mấy Hằng biết chạy á. Mấy Hằng nói vậy biết chạy, bữa chị lấy 2-3 bộ rồi. Kỷ 11 giùm bác nha mọi người ơi. 159.000 đồng mà. Nè, nè mấy chị. Ồ mấy chị nói trời ơi mấy Hằng ơi biết chạy á. Chị tin em chị lấy liền. Về bạn đẹp quá à. Bạn chị nó xu rồi, không biết là em chị nó xu rồi. Thiệt sự mấy chị luôn nè. Rồi kỷ 11 giùm em Hằng ha. 159.000 đồng giùm em hà. Rồi từ 40-60 kg mình bận vừa giùm em hà. Rồi comment giùm em mấy chị. Kỷ 11 giùm em hà. Rồi chốt đơn lại nha mọi người. Rồi 159.000 là 1, 2, 3, 4, 5. Tại vì mấy chế thấy rồi đó, nhà em hàng quá chật đi, không có đủ cái kho. Rồi kỷ 11 giùm em hà. 159.000 đồng ha. Rồi bây giờ lẫn đi chồng ơi. Lẫn, mấy chị mua này lẫn gì nè phải không? Hỏi dễ hướng giờ. Rồi lẫn nha. Lẫn mấy rồi, nãy lẫn hai rồi phải không? Rồi lẫn ba. Rồi xinh. Ôi da, sao cái kéo nó lục dữ ta. Rồi lẫn ba giùm em hả. Rồi ồ, còn kỹ 12 xuống lên nữa nè. Để đi chút hồi lên tiếp. Kỹ tiếp nha. Rồi bây giờ lên giùm bé Hằng là lẫn ba nè. 125.000 đồng. Rồi kỹ á, còn nãy chứ mấy chị nghe mình nói kỹ thì thanh tiếng mình nói sỉ á chồng. Mua lại em án luôn. Rồi comment này giùm bé Hằng là lẫn ba nha. 125.000. Ồ cái này dễ thương dữ trời. Rồi lẫn ba giùm em mấy chế ơi. 125.000 đồng giùm em hả. Rồi trái yêu nào lấy lẫn ba làm em lẫn ba nha. Rồi còn tóc cao riết rồi nó rớt xuống dài thành tóc ấy luôn rồi kệ đi. Rồi lẫn ba giùm bé hả. 125.000 đồng giùm em. Từ 40-60 kg à.
quên nữa, anh lấy cái trái dâu. Năm, năm ra lấy trái dâu đi năm. Biết không, trái dâu á thì ngắn đó, cậu nhọn. Nó ngọ xạo sự luôn á. Nào á. Dâu hồng, dâu trắng. Dâu hồng, dâu trắng là thể. Rồi, lẫn ba thì mấy mấy chị 125 ngàn. Lẫn ba thì thủy thủy. Nói Lan Thanh Trần, rồi. Lê Thanh Sơn. Rồi. Thứ ba mẹ mấy chị nói đó, cái làm gì hả? Không. Ờ. Thứ ba giờ mẹ mấy chị 125 ngàn nha. Rồi, và thứ ba. 125 củ thì đẹp chứ hả? Tỷ hả? Tỷ hả? Chị Văn Huỳnh. Rồi. Thứ ba giờ mấy mặt nè, 125 ngàn đồng giờ mấy mặt. Rồi, comment giùm em mấy chị. Ờ, nhiều dạ ok ok rồi lẫn ba giùm em hằng nha, 125.000 đồng giùm em ha. Rồi lẫn ba giùm em hằng ha, 125.000 đồng giùm em. Ờ, 40 đến 6 cái phí mình mọi người giùm em ha. Rồi lẫn ba giùm em hằng nha mấy chị. Rồi tiếp theo nè, này lẫn bốn hả? Rồi lẫn bốn luôn, 125.000 đồng. Hôm nay chừng nào mấy trái nghỉ cho em hàng một cái tim đi mấy trái. Tim đi, thả tim thả. Ồ cái này nè, trời. Thả tim thả like cho em hàng đi. Rồi comment liền em hàng lẫn 4, 125.000 đồng. Trời ơi là trời. Thả tim thả like cho em các kiểu đi. Rồi cái xong rồi năm sẵn ra lấy luôn pyjama tay ngắn. Anh mấy anh chị ra lấy pyjama tay ngắn đi. Pyjama tay ngắn á. Ôi cái kìa. Mẹ nó toàn đứa làm biến không, ai cũng không biết, không biết hết trơn á. Rồi lẫn 4 giùm đó hả, 125.000 đồng. Mã hôm em là lẫn 4 giùm em. Mấy chị giờ này không có còn ai làm á mấy chị. Ờ nên là vậy đó. Cái ai cũng không biết, không biết hết trơn. Em mệt mỏi ghê đúng không. Pyjama tay ngắn làm gì không biết. Anh khoái ra mấy cái đó không làm gì anh không biết. Rồi lẫn 4 giùm em hàng nha, 125.000 đồng giùm em hàng. Chị theo em tới sáng luôn. Nếu em tức nổi. Không nổi chế ơi. Không nổi do hôm nay em nói chung em hàng cũng đuối mấy chế. Hôm nay hàng về nhiều nè. Hàng về nhiều em hàng cờ làm hàng nè. Xong rồi phải diệt mẫu nữa mấy chị. Rồi comment giùm em hả. Chơi tới 12 giờ luôn hả. Rồi lẫn 4 ok. Mấy chị mua ủng hộ em hằng là chừng nào mà mấy chị thôi thức hết nổi rồi thì em hằng nghỉ nha. Nha. Rồi lẫn 4 giùm em hằng, 125.000 đồng. Đẹp xỉu nè. Mấy mã lẫn thì ngày mai em hằng bán đâu không có còn bộ nào không. Rồi lẫn 4 giùm em hằng. Rồi rồi lẫn 4 giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em hằng. Rồi coi vải nè, xuất cái sắt chưa, xuất cái sức thiệt đó chứ. Rồi lẫn 4 giùm em hằng ha, 125.000 đồng giùm em hằng. Rồi lẫn 4 giùm em hằng nha, 125. Ừ, 40 đến 60 là bằng đồ shop em hằng vừa nha mọi người nhớ. Rồi lẫn 4 giùm em hằng. Ủa cậu tính ra chưa trả nữa hả heo? Không có chưa trả nữa hả? Trời ơi anh nhắn gì vậy? Rồi sao? Rồi, comment giùm em hằng mấy chị lẫn 4 giùm em hằng. Ờ, cam xanh treo là mã gì? Mã cam. Mã cam 175, mã bơ 175. Cam 175, bơ 175. Nha. Cam 175, bơ 175 giùm hằng. Rồi, ok nha mọi người. Rồi làm em mã dâu hồng thì bán sale nhanh nha. Rồi bán sale nhanh đi heo ơi. Rồi nè, bây giờ tay ngắn quần dài bán bằng lẫn luôn cho mấy bà mua nghe. Bây giờ là chơi chơi bữa khuya đi. Giờ chơi tới bến nè. Rồi nè, bây giờ ghim em là dâu hồng nè, 125.000 nè. Có 30 không tới nha. Rồi cam 175, bơ 175. Năm lấy hai bộ đó giùm hà giùm tôi đi Nam. Rồi dâu hồng chơi luôn, tay ngắn quần dài bán dứt luôn, 125.000 30 bộ. Không biết tới 30 bộ không, nói chơi vậy đó. Nói gì đó rồi ví dụ được 25 bộ thì 25 chị nha mấy bà. Tại vì không có điếm nào phỏng phỏng ở đây thôi nè. Rồi
comment em Hằng là rồi camber cho bà Nguyễn rồi dâu hồng 125 comment giá vô nha. Cái gì? Dâu hồng 125 comment giá vô nha mấy bà yêu dấu nha. Tại dĩ niền 139.000 lận đó, rẻ hơn tỷ nữa nè. Dâu hồng 125.000 đồng cổ nhọn tay bồng như vậy nè, dễ thương lắm luôn. Một cái này đẹp quá nè, may lại không em ha, đẹp ha, dễ thương ha. Rồi dâu hồng giùm em mấy trái. Dạ dạ em lên tùm lum cho mua, từ từ đi em lên tùm lum cho mua. Rồi dâu hồng giùm em mấy trái 125.000 đồng giùm em ha. Rồi 125.000 đồng còn bán giá vô. Ừ trời ơi. Rồi 125.000 đồng giùm em ha. Rồi comment giùm em mấy chị ơi, dâu hồng giùm em mấy chị 125.000 đồng. Rồi dâu hồng giùm đó à, 125.000 đồng giùm em ha. Rồi dâu hồng giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em ha. Dâu hồng giùm em. Rồi dâu hồng giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng. Rồi lưu ý một like mua em hàng hai bộ, em hàng mới gọi chốt đơn nha nha. Một like mua nó dục thấy ham luôn á trời. Rồi dâu hồng giùm em mấy chị 125.000 đồng giùm em hàng, nó dục mà thấy ham luôn rồi. Rồi 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi 125.000 đồng giùm em hàng. 40-80 kg mình bận vùi giùm em hàng. Rồi nhắc vùi giùm em hàng. Rồi có nè. Rồi Trần Như Ngọc dâu hồng nè, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi trái đồng loa. Rồi trái đồng loa hôm nay là cũng ủng hộ bé Hằng nữa nha. Quá trời luôn chưa. Rồi lên liền rồi bé Hằng. Rồi chị mày bỏ hả? Kệ luôn, mấy cái này bán rẻ nha mọi người. Này là bán cuối like mấy chị yêu dấu nha. Rồi sao mua 3 bộ mà không thấy chút đơn cánh nhộn, sao chị bạch tiếp 3 bộ mà không thấy chút đơn cánh dơi hả? Rồi lon liền giùm cái hàng nè. Má này xịn da đi, 125.000 luôn. 3 bộ mà không thấy chút đơn gì đặt lại giùm em được không chị? Có khi nào sai số điện thoại không? Rồi comment giùm em ha. Tại vì có khi gọi mình không nghe máy luôn mấy chị. Chị nhận 4 bộ đồ rồi, đẹp tuyệt đẹp, cảm ơn chế độ hàng nha. Rồi xịn da nè, 125.000 này là kiểu pyjama giùm mấy bạn nhở. Ồ đừng có nói bà kia, bà nói cổ dày là xéo là thêm chết với bả luôn mấy chị ơi. Kiểu pyjama người ta phải dày chứ thiệt sự mấy chị yêu dấu. Rồi comment giùm em ha, xịn da. Ồ cái bà Lan Anh Lê đó đó, coi coi bả mua đồ gì vậy? Phải pyjama không? Đừng nói là pyjama á. Pyjama mà bắt hai cái này mà nó chiếu chồng gì bằng như vậy thì chắc là thánh cũng không làm nổi đâu, thiệt sự luôn á. Kiểu pyjama thì nó phải dày rồi mấy chị ơi. Nếu mà kiểu pyjama mà nó bằng nhau như vậy là thánh cũng không ai làm nổi đâu mấy bà ơi. Rồi comment em mà xịn da giùm em hàng 125.000 đồng giùm em ha. Xịn da nha, 125, 40-80 kg mình mọi người giùm em ha. Ồ coi nè, mango đuổi cao cấp giùm em hàng nha mấy chị yêu dấu, 125.000 đồng giùm em, thiệt sự luôn. Rồi xịn da giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi comment liền giùm em mấy chị ơi, xịn da giùm em hàng 125.000 đồng ha. Từ 4, này là kiểu pyjama tay ngắn full viền giùm em hàng. Quần có túi hết nha mấy chị, áo có túi đây nữa nè. Đây một cái túi nè, đây nữa nè. Rồi xịn da giùm em ha, 125.000 đồng. Cái của em là em làm rồi á, anh đừng chùi chùi cái của em nữa. Rồi rồi 125.000. Rồi xịn da giùm em chị, 125.000. Dạ mai coi lại like á, coi lại like lúc nhân viên em gọi chút đô mấy chị, nói ừ chị có lấy miếng bộ miếng bộ miếng bộ đó. Rồi comment giùm em ha. Rồi xịn da giùm em mấy chị. Rồi 125.000 đồng giùm em hàng. Ôi chụp biết lấy ghê ghê. Mày hay quá. Rồi xịn da giùm em mấy chị yêu dấu. Rồi chị nhận hàng rồi, rất đẹp cái bộ này luôn đúng không chị? Ờ thiệt sự luôn á mà. Ồ
bây giờ bà đi ra ngoài giùm em. Thì bời Trương, Ngọc Diễm nó lại số hội giùm em. Sợ chị cho sai số hội bên em rồi không được. Ngọc Diễm ơi, cho lại số điện thoại giùm em đi mấy chị. Mấy cháu ơi, cố gắng giùm em hàng một cái nè. Mình cố gắng giùm em một cái là mình cho mua hàng á. Mình cố gắng là đừng có sai số điện thoại mấy chị. Sai số điện thoại là bé Hằng không có thể nào mà gọi được hết trơn á mấy chị. Nha, mình chắc ăn một cái nữa là mình cho lại giùm em nhắn vô mấy chị thấy không? Mấy chị thấy không? Mấy chị chia sẻ một cái về Phan Bích Hằng, chia sẻ về trang cá nhân mình cái đi. Cái mình vô trang em Phan Bích Hằng Trầm Sĩ của mình nhắn tin cái à hồi hôm này chị có mua hai bộ đồ hay gì đó. Rồi cái là chị có mua là hai bộ đồ, số điện thoại chị là đó, mấy chị ghi lại giùm em số điện thoại ha. Đó mấy chị không lấy cho em cái địa chỉ luôn trong tin nhắn, ngày mai bên em sẽ dựa theo số điện thoại trong tin nhắn. Tại vì ví dụ bây giờ khi mà mình hết xem like rồi, mình hết xem like rồi mấy chị, mình sẽ nhắn tin lúc đó thì nó sẽ chính xác hơn nhiều. Mấy chị nhiều khi là mấy chị mua trên live mấy chị thấy người ta comment nhiều quá mấy chị. Cái mình sợ không có hàng, cái mình comment nhanh, ví dụ như 09338 đi. Cái mình comment là 0939, cái 262 gì 451 gì đó. Rồi á mấy chị, cái là mình sẽ bị sai một số nhảy lên là bên em gọi, cũng nhiều khi thuê bao hoặc là gọi đến không có phải chị thì bên em hủy đơn rồi, đúng không mấy chị? Rồi comment liền á hả. Em nhận được hàng rồi chị, rất đẹp, chất liệu vải rất ok. Trời ơi, cảm ơn Du Bi Nguyễn nha. Khuya rồi mà mấy chị cho toàn feedback quá là dễ thương rồi, mang ơn nhiều nha người yêu nha. Rồi bây giờ mã này em là ép trắng nha, 125.000. Rồi ép trắng giùm em mấy chị ơi, 125.000. Tay ngắn quần dài giùm em hả. Rồi mấy chị ơi, lẹ lẹ tốc độ mấy chị ơi, con sim la chuột may nó gục ngã rồi, nó gục ngã mọi người ơi. Ép trắng rồi, ép trắng giùm em mấy chị, 125.000 đồng giùm em hả. Lưu ý ha, 40-60 ký là mình mượn đồ shop em hàng dừa nha. Một like mua giùm em hàng hai bộ rồi. Một trăm hai mươi lăm nghìn đồng giùm em hả. Rồi ok, chỉ hồi lên cánh dơi cho mua. Rồi ép trắng giùm em hả, 100 cái bơi gì hết trâu rồi nè. Rồi ép trắng giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em hả. Rồi ba bộ cánh dơi đẹp lắm ha. Cảm ơn rồi, nhanh dạ, mới đây nhận cánh dơi rồi, hay nhanh dữ trời. Cũng là đi nhanh ghê không mấy bà. Mỗi ngày đi 4-5 chuyến mà. Bởi vậy thiệt sự luôn, ép trắng hoặc là có mấy bà hẹn. Chỉ là cái nào mà nhận hàng lâu vậy em Hằng là một á, là mình hàng giao đến cái mấy chị không nghe máy, cái về người ta đâu có giao cho mấy chị được. Hoặc là mấy chị nghe máy mà hẹn ngày mai giao lại nghe, ngày mốt giao lại nghe. Mà lúc mấy chị hẹn cái lúc đó giao lại, nhưng mà ngày mai đi, người ta đâu có cái tiếng đi giao cái đó đâu, người ta giao lại cho mình được. Rồi đợi phải ngay ngày mốt hay gì cái ngày kia gì đó. Rồi cái mốt cái không nghe máy nữa, rồi cái tới hàng hoàng về. Rồi bi nè này, bi ít không năm, bi còn nhiêu đây là hết luôn á nha. Bi 125.000 đồng ấy, còn cái lửng sọc đẹp quá trời nè. Rồi bi giùm em Hằng, mà lửng mấy hồi nãy lửng mấy vậy chồng. Rồi bi giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng, rảnh rang quá ha. Rồi bi giùm em mấy chị, 125.000 đồng giùm em hả. Rồi bi giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em hả. Rồi em nhận rồi, đẹp lắm, mới hai hôm mà nhận rồi. Mình ở bên Vĩnh Long à. Dạ đúng rồi chế, sao mấy chị hàng đi nhanh không mọi người. Rồi bi giùm em mấy chị ơi, 125. Bi nha em Hằng còn nhiêu đây nè. Đó, cho nên là tốc độ lên liền giùm em Hằng, 125.000 giùm em Hằng. Rồi comment liền em mấy chị ơi, bi giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em Hằng. Rồi bi giùm em mấy chị, 125.000 đồng giùm em Hằng. Ai đổi tới đổi lui là không có hàng nhà em Hằng nha. Có thể là vậy nữa mấy chị, có thể là mấy chị lên chốt đơn rồi mấy chị đổi cái này sang kia, nên bên nhân viên em không có gọi chốt đơn á. Rồi bi giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng. Rồi bốn bộ nó hết bi luôn, 125.000 đồng một bộ ha. Rồi bi giùm em mấy chị ơi, 125.000. Rồi
ơi, 125.000 đồng dùm em ha. Quá rẻ luôn. Rồi, comment dùm em mấy chị yêu dấu nha. Rồi, comment dùm em ha. Bi dùm em ha, 125.000 đồng dùm em ha. Rồi, bi 125.000. Ô, ta cam mấy này bên trời. Rồi, mấy em mã ngựa đen 125. Ủa, thiệt vậy luôn hả? Ngựa đen giùm em mấy chị 125.000 đồng. Rồi, ngựa đen giùm em. Trời, hàng chi hôm nay hết nổi rồi. Tôi thì tôi không có biết. Tôi tưởng chưa. Rồi, ngựa đen giùm em hả 125.000 đồng. Tôi đi cố gắng chạy đi 11 giờ, chơi luôn. Rồi, ngựa đen giùm em mấy chị 120, bộ này sang cực kỳ. Chắc bộ này nhiều chế có nè. Bi em hết rồi, đừng có comment nữa. Ngựa đen em hằng cũng còn được 20 bộ nữa là hết luôn nữa nè. Bộ này chắc nhiều chỉ có này, tại bộ này em hằng may nhiều nè. Bộ này em hằng may nhiều đẹp quá mấy chị sang á. Em hằng thấy này mà bận tết thì thôi. Quá là xuất sắc luôn nè. Vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Bộ này là chị nào có bộ này rồi là đẹp cực tuyệt vời luôn ha. Bọn bộ này sang nhất cái nách luôn rồi. Ngựa đen giùm bé hằng 125.000 đồng giùm em hả. Rồi, mã này ghi em là mã ngựa đen nha, 125.000 đồng giùm em hả ha. Rồi, ngựa đen giùm bé hằng nha mấy chị 125.000 đồng. Chúc nha, chúc bà Hạnh Vân Lan ngủ ngon nha. Rồi, vô hết chịu nổi rồi phải không. Rồi, ngựa đen giùm em mấy chị yêu dấu nha, 125.000 đồng giùm em hả. Từ 40 đến 60 ký mình nói từ 40 đến 60 ký mình ngủ ngon. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa. Rồi, ngựa đen giùm em mấy chị 125.000 đồng. Rồi, ngựa màu đó. Rồi, tự nhiên comment ngựa đen xỉu, ngựa chuột này đúng quên nữa. Rồi, ngựa đen giùm em mấy chị ơi 125.000 đồng giùm em hả. Từ 40 đến 60 này cũng phải ngựa đen đó mấy chị. Con ngựa nó màu trắng nè, nó màu nâu nè, nó màu cam nè mấy chị. Rồi, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi, ngựa đen giùm em mấy chị ơi 125.000 sang lắm. Tại cái nền này nó bộ này đẹp lắm mà hồi chiều phải đẹp lắm. Nè, đẹp cực kỳ luôn á. Đẹp ơi là đẹp luôn. Bộ này bận biết chừng nào mà hư ha. Rồi, comment giùm bé hàng ngựa đen giùm em hàng 125.000 đồng giùm bé hàng. Rồi, 125.000. Tại vì cái nền vải nó màu đen thôi mấy chị. Cái nền vải nó màu đen thôi chứ con ngựa nó tùm lum màu. Rồi, ngựa đen giùm em mấy chế hơn 125.000 đồng ha. Rồi, nãy vẫn mấy người ta lấy hoa cam đó đi ha. Ngựa đen chị Lan Vũ. Rồi, rồi lên giùm bé hàng là cái hoa cam nữa nè, 125.000 đồng nữa nè. Rồi, hình như có màu xanh ngọc, có màu xanh lạ đó nè, nhỏ mèo. Còn không? Đây ngắm lên không? Còn đúng không em? Ừ, hoa cam giùm em mấy chới 125.000 đồng. Rồi, hoa cam 125.000 đồng giùm bé hả. Ôi, hoa cam dễ thương nữa. Vô tình quá đẹp nữa luôn. Rồi, hoa cam giùm bé hằng mấy chế ơi 125.000 đồng giùm em hằng. Rồi, khoan đi, hằng lên cái bộ lửng này cho mấy chế dễ bận nè. Rồi, hoa cam giùm bé hằng nè 125.000 đồng giùm bé hằng. Ôi, rồi, hoa cam giùm em mấy chế ơi 125.000 đồng giùm em hằng ha. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa giùm em hằng. Ơi, quên năm lấy tôi. Rồi, kể đi, năm lấy cái tay dài á, tay dài beo á, beo với cái gì đó. Rồi, hoa cam giùm em mấy chế 125.000 đồng giùm em hằng. Hoa cam nhìn xuất sắc nha mấy chị ơi, 125.000 đồng. Bộ này đẹp cực kỳ luôn. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa giùm em hằng ha. Rồi, hoa cam chốt đơn, bộ này xinh ơi là xinh luôn. Rồi, 125.000 đồng. Ủa, nhiêu chứ? Rồi, hơn không? Đâu? Đâu? Hoa cam giùm em mấy chị 125.000 đồng giùm em hả. Rồi, hoa cam giùm bé hàng nha 125.000 đồng giùm em hả. Rồi,
cái lửng ấy nè. Rồi. Ừ thì lên cái lửng ở lửng sập luôn đi nha. Rồi. Cái lửng này là mấy trái nên có trong tủ đồ nha mọi người ơi. Nè. Mọi người sợ ha. Mọi người sợ không có biết chất vải nhẹ mà là vải gì đúng không? Thì mua một cái dễ bộ này, dễ bận này đây. Nè. Ôi một cái bộ dễ bận này. Về mình xem chất vải thôi cũng được, mấy chị thử coi cái chất vải nhẹ hằng nha. Cái chất vải nhẹ hằng nó có khác những cái xốp khác mấy chế từng mua hay không nha mọi người. Lên liền giùm bé Hằng lẫn sọc 125.000 đồng nè. Trời ơi nó đẹp nè, chưa từng thấy. Em Hằng cũng để hồi cái này cái áo thôi là xinh xắn. Xinh xắn lạ thường luôn. Lẫn sọc 125.000 đồng. Ôi là trời, dễ thương dữ vậy trời. Vải đẹp xuất sắc nè mấy chị. Mấy chị sẽ mua cái bộ đồ này nhà em Hằng đi ha. Rồi mình coi những cái bộ của mà mấy chị hay mua những shop khác thử coi nó có mướt mà nó có mịn. Ôi bên này trời, lẫn sọc như vậy. Ôi gì giá trời ơi mấy chị ơi, 125.000 đồng. Rồi lẫn sọc giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em ạ. Ôi là trời đẹp xỉu luôn. Ôi mấy chị ơi, chốt lẹ bộ này về đó. Chị xem chắc phải xem gì đó, xem thiệt sự luôn. Xem coi có giống như mấy hàng đó bán mai hay không. Rồi lẫn sọc thì mấy mấy chị 125.000 đồng. Lẫn sọc giùm em Hằng mấy chị yêu dấu nhé, 125.000 đồng giùm em Hằng. Dạ 40-60 kg mình bận người giùm em Hằng. Rồi lẫn sọc thì em Hằng xuất nội thấy không mệt nhìn luôn. Lẫn sọc giùm em Hằng. Rồi giờ tới 10-12 giờ được. Nói trời mấy chế ơi, bé Hằng còn chạy về nhà nữa cho nên là không có cháy túi. Hôm nay phải lũng túi nha. Hôm nay mọi người ai cũng phải lũng túi với em Hằng đêm nay nha mọi người. Rồi đồ mua của shop khác đóng thùng hết rồi anh ơi. Em cảm ơn chế Tài Thanh nhiều nha chế. Rồi em Hằng lên ép đỏ nè. Lũng sọc thì tô hẳn 125.000 đồng. Đây là ép đỏ. Đúng rồi chị Văn Thanh Trần. Tối hôm nay mấy chị mua bao nhiêu bộ là một đơn hàng á. Mấy chị nhà em Hằng là mấy chị mua bao nhiêu một khách là một đơn hàng nha mấy chị. Một khách là một đơn hàng chứ không phải là một bộ là em Hằng tính một đơn hàng đâu, không có mấy chị nha. Một khách là một đơn hàng. Rồi comment liền giùm em Hằng là ép đỏ 125.000, bên em Hằng không có miễn ship. Mua bao nhiêu bộ cũng ship 30.000 ha. Ôi đẹp chưa. Ôi ôi mấy chị ơi. Rồi ép đỏ thì 125.000 nè. Rồi ép đỏ là quần dài để mấy chị lỡ rồi nè. Ở đây ở đây nè, 125.000 luôn 10 bộ nè. Bên em Hằng không có miễn ship nha mọi người ơi. Mua bao nhiêu bộ cũng 30.000 tiền ship hết. Ép đỏ 125.000. Màu này bận cực kỳ trắng da nè. Mấy chế lấy thì mấy chế ép đỏ giùm em Hằng 125.000 đồng giùm em Hằng. Chị nào đơn một mua giùm em thêm một bộ, chuẩn bị mua thêm bộ này nữa đi nha. Lẫn sọc cho chị bé vải. Rồi ép đỏ giùm em mấy chị. Rồi 125.000 đồng luôn. Rồi còn lẫn từ từ. Rồi ép đỏ giùm em Hằng 125.000 đồng giùm em Hằng ha. Rồi chị nào đơn một vô mua nè. Rồi, bữa hổm không có một bộ để bán luôn. Rồi quá trời đẹp luôn nè. Một lần đồ dài là sạch sẽ luôn á chứ. Lẫn hoa. Rồi bà Na Si Yên nè vô chốt nè bà.
125.000 đồng giùm bác Hằng. Trời ơi, em Hằng cũng để được một bộ này, nhưng mà hình như cái tay ngắn thì phải á. Bữa đó tay dài hay tay ngắn không nhớ nữa. Rồi, lẫn hoa. Trời ơi. Ôi ôi, 125.000 đồng. Chị nào phái? Đó, chị Tô Hạnh. Phái lẫn, trời ơi, hôm nay chắc mọi người chế nào phái lẫn rồi. Trời ơi, tiếc ơi là tiếc luôn. Tiếc ơi là tiếc luôn. Bữa tưởng bé Hằng nó không có lên đồ lẫn, thấy khuya quá rồi mà nó không có lên. Rồi hả, ngủ rồi. Ngày mai xem lại like nè, bắt đầu chụp hình nè. Đâu có chốt kịp, có đâu mà chốt. Rồi lẫn hoa dùm em Hằng. Chốt trên like là hết rồi. Chốt trên like không có còn vô, nên là chị nào xem lại like thì em Hằng nói là mã nào còn mới chốt được nha mấy chị nha. Rồi lẫn hoa dùm bé Hằng, 125.000 đồng. Rồi lẫn hoa dùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng, từ 40 đến 60 cái hình bạn vừa. Chế nào đơn một, tranh hỗ trợ dùm em cho một bộ nữa dùm em cho đủ đơn mấy chị nha. Rồi từ từ đây là beo nè, sẵn rồi nè. Từ từ nha mấy chị ơi. Rồi lẫn hoa, trời nó buồn ngủ dữ vậy trời. Ở nhà ngủ từ chiều tới giờ rồi mà trời. Ờ không, nó chạy về quên lộn. Xin lỗi, hello, hiểu lầm nha. Xin lỗi, hiểu lầm bạn nha bạn ơi. Cảm ơn, xin lỗi bạn nhiều nha. Rồi mặt xe tới đâu rồi, ngủ nữa rồi hả? Sao nó không chịu ở nhà đi trời. Rồi lại ăn cái nè. Lên hai đơn rồi cái ngủ nữa hả? Rồi lẫn bơ. Ôi cái gì vậy, thấy nó lại luôn không thấy. Rồi lẫn bơ giùm bé Hằng, 125.000 đồng. Lẫn bơ 125.000 đồng. Cái mình lên dài vài cái nữa, cái mình về hả mọi người ơi, thật sự không chịu nổi mấy chị ơi. Rồi cái nút nè, coi cái nút nè, cái nút hình bông hoa bốn chấu nha, rất là đẹp giùm em Hằng luôn. Rồi lẫn bơ nè mấy chị, về mình ủi cái này xuống cái giùm em nha, tại cột nè mấy chị, cột giùm em á. Rồi lẫn bơ giùm bé Hằng, 125.000, cột dây giống mấy chị, gỗ về thì mình ủi, hoặc là giặt cái là nó ra mọi người ơi, hoặc là mấy chị để gì nè, đó để gì chiếc xíu nữa đó nó cũng xuống à. Rồi lửng bơ giùm bé Hằng, 125.000. Trời ơi, coi nè, full viền nè trời, cái quần nè trời, lửng bơ cho Hồng Mi nè. Rồi đẹp nha mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em Hằng. Rồi 125.000 đồng giùm em Hằng. Rồi lửng bơ giùm bé Hằng, 125.000 đồng giùm em Hằng. Ôi trời ơi, sao vậy? Chào anh em là con gái miền Tây. Trời ơi trời, mới lên thành phố nè. Được có mấy ngày nè mấy chị ơi. Bận cái bộ này sao thấy nhiều dễ thương biết vậy trời. Anh sao bận bộ này nhìn thấy hiền thục. Trời ông thấy hiền thục không? Thấy kiểu không? Trời ơi, em là con gái miền Tây chính hiệu luôn. Thiệt sầu luôn mấy chị ơi. Rồi lửng bơ giùm bé Hằng. Ôi ôi, con ngựa Simla này. Nguyễn Thu. Rồi Nguyễn. Rồi Rồi 125.000 đồng giùm bé Hằng. Rồi tay dài đi hết mọi người ơi. Khuya rồi mấy cháu ơi, còn chạy về nhà nữa chứ. Em Hằng ở lại cửa hàng. Em Hằng ở lại, tại biết xong cửa hàng quá tròn. Ở ngoài đây, ngoài thị trấn á, cho nên là kiểu là nhà nó sẽ quá tròn. Còn nhà trong quê nhà em Hằng thì nó quá là rộng luôn. Rồi cô gia mẹ ơi, rồi dài này thì nói dài mẹ luôn đi ha. Em bán tặng luôn đây nè, em bán không lợi nhuận cho mấy chị đi, chưa có ai có giá này nè. Rồi dài beo nè, chơi luôn 135.000 à. Rồi chơi luôn, đêm khuya, đêm noel in. Rồi còn anh giùm em Hằng dài beo 135.000 đồng mấy chị. Nhìn cái form áo nè mấy chị, cái form áo lên rủ rượi rất là xinh xắn luôn. Rồi dài beo liền giùm bé Hằng một nó khó nổi. Rồi ngủ ngon nha, gì chế liên đình. Rồi dài beo giùm bé Hằng mấy chú ơi, 135.000 đồng.
chị mà mấy bà hức không nổi. Rồi mấy thằng còn về, mấy thằng còn việc mẫu nè, tìm là kéo vải nè, việc phơm nè, tìm mẫu mới nè. Trời, 2-3 giờ sáng mấy thằng mới ngủ không. Rồi bà giờ mới 10 giờ mấy. Dài beo 135.000 đồng. Dài beo giùm em mấy chú ơi, 135.000 đồng giùm bé hành. Rồi, đẹp xỉu chú ơi, sang lắm nha. Bộ này mấy chị nhận ngón ngoài đi nha mấy chị ơi. Xuất cái xác mấy chị nhìn nè. Kéo tới đầu da trắng tới đỏ không chưa? Mấy chị, kéo tới đầu nó tôn da cực kỳ không? 135.000 đồng, còn mười mấy bộ á. Rồi, đi nước quyền hội á. Hết rồi. Bây giờ không ai cho uống nước hết trơn á. Chỉ thắng vỏ này mua nhiều, mai chuyển khoản trước giùm em 100.000 nha chị ơi. Thắng vỏ nè, mai chuyển khoản trước giùm em 100.000 nha chị nha. Há chị, dài beo giùm em hả. Bộ này đẹp lắm, cảm ơn chứ. Nhung vỏ thì cẩm nhung nha. Bộ này không đẹp là không lấy tiền luôn ha. Rồi, dài beo giùm em mấy chế ơi, 135.000 đồng giùm em hả. Rồi, bây giờ mã này em mã xanh ngọc nghe. Kem thì hiện tại hết rồi. Rồi, nạp cạc cũng được chị, nạp cạc cho em 100.000 đi. Rồi, 135.000 đồng. Chị Kim Loan này cũng nhiều nữa nè. Mai cũng chuyển khoản giùm em 100.000 luôn nha. Rồi. Ôi, cái này dễ thương, dễ thương, dễ thương. Dễ thương, dễ thương, dễ thương. Xanh ngọc giùm bé hành. Chồng nay chuột biết lấy đồ dữ ta. Rồi, comment giùm em mấy chị. Xanh ngọc. Đó, mấy chị nè, nhìn nè. Xanh ngọc. Bê chị Giang Hà. Rồi, lấy màu đỏ bạn gì đi. Màu đỏ nè đó. Đó, để em lên nè. Em lên cho mấy chị mua nè, em lên hết luôn á. Rồi, lâm em là xanh ngọc nha. 135.000 đồng. Rồi, còn quá trời đồ. Em hàng chú có like kịp luôn á. Kệ đi mấy chị ơi, giờ quá trời đồ thì không thể nào ép cái sức mình mà một like á. Mà mình like 5-6.000 bộ thì thật sự không ép nổi mấy chị ơi. Em hằng cũng muốn gì vậy. Em hằng cũng muốn mấy chị yêu giống mà không like nổi mấy chị ơi. Lâm em là xanh ngọc giùm em ha. Dạ, từ 40-60kg mình bận vừa giùm em ha. Rồi, xanh ngọc giùm em mấy chị 135.000 đồng giùm em ha. Rồi, xanh ngọc giùm em mấy chị 135. Em uống collagen á chứ là Hiền Ngọc Yến. Em uống collagen với em tái tạo da á. Rồi, xanh ngọc giùm em mấy chị có chừng 6 tháng này em hằng tái tạo da một lần á. Rồi, xanh ngọc giùm em ha. Tủ đồ em toàn pyjama mùa mà không mà đồ chị đẹp quá chứ cháy túi nữa. Rồi, xanh ngọc giùm em nha mấy chị 135.000 đồng giùm. Cái này không phải cánh dơi chị, đâu cánh dơi đâu, thì không thường mà. Rồi, xanh ngọc giùm em mấy chị ơi 135.000. Em muốn viên cánh da collagen chị ơi. Đồ nhà em hàng bán là mấy chị là quần có túi hết nha mấy chị. Trời ơi, vải mang go đuổi. Rồi, xanh ngọc giùm em hả 135.000. Ôi giờ hình như mấy chứ không thích hình. Rồi để em lên màu đỏ cho em qua luôn. Rồi, xanh ngọc giùm em ha, 135.000 đồng giùm em. Rồi, ai thích hình thì mình vô mình mua ha. Ai thích cái sự dễ thương thì vô chốt. Rồi, đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy mã này thì mình bận nó bị hách tuổi chí xíu. Hách tuổi chí xíu nè. Đỏ nè. Trời ơi, tiếp nữa nè. Rồi, không chị ơi, không lên nổi. Ờ, để coi lên mấy mã dơi đi vậy. Kệ mai cho tụi nó làm đơn xỉu xỉu. Nó không dành đâu. Hôm qua giờ nó dành đơn. Không có đơn mấy chị, hôm qua giờ mấy chị. Nó ít đơn á. Ba mã dơi đi. Rồi, đỏ xịn 135.000 đồng. Rồi. Rồi, comment giùm em mấy chị yêu dấu nha. Rồi, đỏ xịn. Ôi, xanh ngọc Di Hòa. Ok, cô kiếp sống vô thường. Đợi giùm chí xíu đi cô. Nè, đây để em lên màu này cho chứ mua. Rồi, hôm em là đỏ xịn nè, 135.000 đồng đi. Này là cuối like là bán tặng không đó. Bán không lợi nhuận không đó. Kệ đi mấy chị, nhận về đẹp thì mấy chị giới thiệu người này người kia ủng hộ em, quay lại mua nữa với em cũng được. Rồi, đỏ xịn 135.000 đồng. Rồi, đẹp xỉu chứ yêu. Cháy yêu ơi, mua bộ này đẹp nữa, kịp nha. Kịp. Kịp bằng tích tay, chắc kịp bằng tích tay á mấy chị. Rồi, tết này toàn bỏ
Mỹ Hiền. Năm sao. Năm sao. Năm sao mọi người ủng hộ em thằng Tiếp nha. Nghe mấy chị, năm sao ủng hộ thằng Tiếp nha. Hết năm rồi, còn 4 bữa nữa là hết năm rồi, năm sau cũng ủng hộ em thằng Tiếp nha. Rồi. Đỏ xịn rồi mấy thằng. Má đi đỏ xịn đi mấy chị. Đừng có đỏ, hình như nãy có đỏ không? Đỏ 175 rồi. Ừ, hồi nãy có đỏ 175 rồi. Mấy chị comment em đỏ xịn đi, 135.000. Rồi đỏ xịn cho mấy chị. Rồi. Rồi cũng 4 mẹ dơi nó ngồi ở đó, nó cũng kêu ba nó cũng ngán lấy 4. Đỏ xịn giùm em. Chảnh mỏ à. Chảnh ra vậy đây. Ơi, đây. Mã này giùm em là mã cao cấp. Mã quá chảnh luôn á. Chảnh ơi là chảnh luôn á. Chảnh dữ lắm luôn á. Ơ, con cấp có rồi đó hả? Rồi xanh xịn mẹ luôn đi. Xanh xịn luôn đi ha. 135.000 đồng giùm em ha. Rồi. Còn manh liền em hằng mấy chị ơi, xanh xịn liền giùm bé hà. 135.000 đồng. Trời ơi. Cái bộ này nhức cái nát. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Đêm khuya, đêm khuya. Đêm khuya, đêm khuya. Đêm khuya, đêm khuya, đêm khuya. Rồi, đồ hai có túi. Lên rồi, hết rồi. Hai cái túi lên hết rồi, chị Đỗ Hè ơi. Rồi, comment giùm em hằng là xanh xịn 135.000 đồng giùm em hằng. Dạ, bộ tái dâu đó, bộ tái dâu á là bộ cánh dơi. Chí hồi hằng lên dơi cho mua. Rồi, xanh xịn này giùm mấy hằng nha, 135.000 đồng. Rồi, hôm nay lai quá khuya luôn mấy bà. Hôm nay lai trễ, bình thường 11 giờ là chạy tét quần về nhà đó. Rồi, xanh xịn giùm mấy hằng, 135.000 đồng. Rồi, 135.000 đồng giùm mấy hằng. Tay áo nhà em hằng rồi mấy chị, mấy bà mua nhà em hằng không bà nào cao cao khỏi sợ ngắn gì luôn, khỏi sợ tay áo mà, ồ chị sợ tay nga tay áo mấy ngắn quá. Rồi xanh xịn giùm em mấy chị, 135.000 đồng. Chị nào ồ chị cao mấy sáu chị sợ áo tay ngắn rồi thiệt sợ khỏi mấy chị ơi. Nhìn Trúc Lê rồi xanh xịn giùm em hằng, Lan Vũ 135.000 đồng. Rồi để lên con ngựa xin la đó, lo làm gì vậy? Chúng ta với chồng nó cái gì á. Rồi xanh xịn giùm em mấy chị ơi, 135.000 đồng giùm em hả. Rồi còn bộ kỹ hình trái tim màu xanh tay quần có đây, mai báo nhân viên hằng đấy, mai báo nhân viên em đi chị Yến Trương nha, báo cho nhân viên em đi. Rồi dơi nè, bốn mã dơi rồi về nha. Rồi dơi lần 139.000 nha mọi người. Rồi dơi một phải dâu này nó thương lắm. Dơi một giùm bé hằng 139.000 đồng giùm em hằng. 40-65 cánh dơi thì 40-65. Chế nào á mà biết mặt phơm cánh dơi hả, vô chốt nha mọi người. Rồi ai bận á, ai biết phơm cánh mặt phơm cánh dơi hả, vô chốt để mọi người chốt xong lại. Ồ sao phơm cánh dơi rộng quá vậy em nha, tại phơm cánh dơi là nó sẽ rộng nha mấy chị nhở. Rồi dơi một giùm bé hằng nè. Xin Thảo Nguyên Hồ Thì. Rồi dơi một giùm em hằng nè mấy chị. Chị thích đồ em đẹp lắm, em cảm ơn chị yêu nha. Rồi rồi chị thức khuya chị sợ có hai túi là gì hả, thức khuya chị sợ có hai túi là gì, à thích đồ hai túi là vậy hả, hay là gì không biết nữa. Rồi dơi một giùm bé hằng mấy chị. Rồi dơi một giùm bé hằng mọi người ơi, 139.000 đồng giùm em. Rồi dơi một giùm em hằng mấy chị, 100 màu nâu sao hả, màu nâu chốt hết rồi, mấy hàng phía sau là chốt hết rồi á, mấy hàng ở phía sau là em chốt hết rồi. Trái yêu ơi, hàng phía sau dục qua sao là chốt hết rồi, là mẫu không á. Rồi à, mấy mẫu em lên like hết rồi đó. Rồi cầm anh giùm em hằng nè. Ờ phải là gì, mãi gì ta, gì quên rồi, dơi một. Ôi khùng ghê, 139.000 đồng giùm em hằng. Rồi dơi một giùm em mấy chị yêu dấu với 139.000. Có dâu tay dài mà giờ sợ trùng quá à. Rồi dơi một giùm em 139.000 đồng ha. Có dâu tay dài á mà bây giờ sợ trùng quá à, kệ đi. Like vậy đi, tới dây 4 đi rồi mình ao vô mọi người ơi.